người ha, thì trong cái tutorial lần này mình sẽ à, chia sẻ với mọi người về à, Automation Test trên Mobile với Appium à. Thì cái đây là sẽ là một cái tutorial à, tương đối là khá dài Thì mình sẽ chú ý là ở phía dưới tụi sẽ à, để những cái bookmark về cái thời gian Thì tụi success mọi người là đừng có skip cái video Ví dụ mình học chưa xong thì bữa sau mình quay lại mình click ở trên những cái bookmark của tụ để ở dưới á từng phần từng phần vô cho mọi người Thì trước khi mình bắt đầu khóa học thì cho tụ giới thiệu về bản thân một tí, không phải là show off mà để cho mọi người cho vô cái phần tutorial này có một cái chút tự tin hơn là à, cái người chuẩn bị chia sẻ cho mình ít nhất họ cũng có một kiến thức nhất định để chia sẻ trong này. thế là nó sẽ tích góp từ không những kiến thức về học thuật mà còn về kinh nghiệm của bản thân của họ làm ở thời gian qua chứ không phải họ short ở đâu đó họ rồi họ gom lại nói cho các bạn. À, thì cái này là tôi nghĩ về network thì cái LinkedIn profile thì thường là cái cái mà mình hay connect nhất. thì mọi người có thể thấy tụ và connect ha. thì network của tụi cũng bây giờ chắc là 2000 rưỡi 2007 gì đó tôi không nhớ nữa. À, thì uh, tụ tên là tụ ha mọi người hay nhầm tên tú. để tụ uh, hiện tại đang đã tốt nghiệp về Master Computer Science và tụ đang sống và làm việc ở bên Mỹ. Uh, đây là cái vị trí tụ đang làm tụ đang làm Senior QA Automation Uh, engineer cho công ty .stats, thì nó mới mua một cái công ty khác nữa, nó đổi tên thành .stats Meredith, ha, cái này là công ty tụi đang làm, và mọi người có thể thấy các cái position mà tụi đã uh, từng làm trước kia, rồi certificate, đồ mọi thứ mọi người có thể vô ở trong này, mọi người có thể uh, thấy được cái mọi thứ ha, và mình connect với nhau, ha, rồi cái này là về bản thân tụ ha, rồi um, mọi người biết thì uh, tụ có cái trang blog cá nhân ở đây thì tụ viết các cái blog thì hiện tại thì um, hầu như video đã có nhưng mà cái để viết thì nó hơi tốn thời gian cho nên tụ ép dần dần vô ở trong này và tụ cũng có dạy về uh, automation test mọi người click đây sẽ thấy các cái khóa học ở đây cho tụi ha của của tụi ha thì ngoài ra thì trong thời gian rảnh tụi còn có một cái hobby project ở đây uh, Tụ gọi nó là cái Codlet Automation Test Thì lúc nào rảnh thì làm thêm các cái tính năng đồ các kiểu vậy Chứ cũng chả phải là buôn bán gì cả cứ giống như là mình nghĩ ra một cái gì đó thì mình cố gắng mình biến nó thành hiện thực thôi. Thì cái này là một cái happy project của tụi thì tụi vẫn đang làm, cứ làm từng chút một vậy đó nha. Cái này là tổng quan về uh, bản thân của tụi thì mọi người có thể đọc qua và cũng có thể sẽ, sẽ thấy được cái kinh nghiệm, quá trình làm việc và mọi thứ liên quan. Đó. Thì nói như vậy để cho mọi người bắt đầu cho vô cái khóa học với một cái À, tâm thế là ok tạm thời yên tâm là cái người chia sẻ mình thị nhất họ cũng có những cái kiến thức nhất định đủ để chia sẻ ra cái này à. thì hôm nay mình sẽ nói về cái gì mình sẽ uh, cái tutorial này nó sẽ tương đối dài thì mọi người sẽ thấy mình bắt đầu từ 9 giờ 29 sáng à, thứ bảy của giờ ở bên mỹ thì mình sẽ nói đến khi nào mà hết được những cái 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 đề mục này thì thôi và mình sẽ chú ý là cái bài này tụi sẽ không cover hết tất cả những thứ về mobile automation test ha Ví dụ như tụi tụi dạy về mobile automation test, một khóa như vậy nó dao động từ uh, 52 đến 60 tiếng. Thì cái cùng lắm thì cái video này tụi chia sẻ tụi nghĩ đến 4 5 tiếng là cùng. À, thì nó không có bao quát hết được. Nhưng cái mục đích, cái target của cái tutorial này là cái gì? Mình phải xác định cái goal của mình ha. Cái goal của mình đó chính là tụi muốn cung cấp cho những cái bạn tự học một cái lộ trình, một cái à uh, nhìn tổng quát nhất về mobile automation test thì ví dụ mình bắt đầu thì mình bắt đầu như thế nào và ở cái mục cuối cùng là what's next này tôi sẽ share là mình cần học thêm gì nữa, có nghĩa là cho những cái bạn tự học đó, thì mình có thể có cái con đường đi như thế nào. À, chứ không bây giờ mình ngồi mình search lên thì không có ai hướng dẫn một chút chút một thì rất là nhiều. Thì tất nhiên trong vòng 4 tiếng với khóa học rồi 5 60 tiếng thì nó không bằng được. À, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mọi người mọi người focus thì đối với những cái bạn beginner và cố gắng tự học thì thì tụi nghĩ là sẽ ok à, mình có cái con đường mình đi vào à, và chú ý một cái ý thứ hai tôi không có ý là bảo mọi người sẽ học cái khóa của tụ ở đây ha cái đó là mình clarify cái chỗ đó ha cái này tôi muốn chia sẻ và tôi khuyến khích mọi người nếu tự học được cứ tự học à, nhưng mọi người phải ở que là ví dụ mọi người xem mọi người sẽ thấy nó thiếu cái gì đó học một kiến thức gì đó thì nên nhớ thì nó sẽ không cover hết một trăm phần trăm được ha. cái này cái chữ nó hơi nhỏ tụi sẽ zoom lên để cho mọi người thấy cho nó to một tí ha thì hôm nay mình sẽ làm cái gì thứ nhất mình sẽ nói về fpm architecture à, mình nói về kiến trúc của nó mình phải hiểu về kiến trúc của nó rồi mình mới bắt đầu đi làm automation test mình chuẩn bị môi trường IDE mình sẽ nói về fpm fpm inspector tool là cái gì mình sẽ nói rõ design capability là gì mình sẽ tạo một cái simple driver factory là cái gì sau đó mình sẽ tiến hành mình inspect the application và mình nói về một cái scenario để mình automate rồi mình sẽ viết uh, một cái end to end flow cho nó xem thử như thế nào. Mình nói về entry mình nói về Allure Reporter và mình sẽ chia sẻ cái gì tiếp theo. Cái này là tụi copy cái này ra, tụi để sẵn cái này thôi. Mọi người chưa quan tâm cái này ha. Rồi, bây giờ mình vào ngay để mình nói về Appium architecture. À. Thì đầu tiên á, mọi người search cái trang chủ của Appium là appium.io ha. À. Thì mình vào đây mình sẽ thấy cái target của Appium nó rất là rõ ràng Appium là một cái open source um, để cho cái, cái test Automation Framework open source mà nó dùng cho test về native, hybrid và mobile web application cho iOS, Android, Windows app và nó cái này nó thiếu macOS nữa ha uh, Nó dùng cái web driver protocol à, thì hiện tại bây giờ Appium nó để lên hơn version hơn 2.0 rồi thì từ cái version 2.0 nó đổi về uh, cái cấu trúc của nó về căn bản vẫn giữ tuy nhiên nó tách rời ra các cái driver khác nhau à, thì để cho đơn giản mình stick với cái version latest nhất của dưới 2.0 là 1.22 mình sẽ nói với cái version đó ha tức là mình sẽ dùng một version 1.22 đây là trang chủ của nó và mọi người vô do documentation English thì nó sẽ có mọi thứ ở trong này nó tôi sẽ chỉ mọi người chọn dần, dần ở trong này bây giờ mình sẽ nói về cái cấu trúc trước thì đây tôi có note trước ở trong này mọi người có quên thì quay lại coi tôi sẽ giải thích cho mọi người về cái cấu trúc của nó ha để mình hiểu thì cái này á bên này code của mình viết mình cứ tưởng tượng code của mình viết ở bên này những cái dòng code của mình sẽ viết chuẩn bị mình viết thì không phải nó chạy một cái đùng nó qua nó control cái application under test ngay lập lập tức ví dụ mình có một cái app thì mình install ở đây nó không có có làm như vậy ha mà cái luồng nó đi như thế nào nó sẽ theo cơ chế client server và ở đây nó có tới hai cái khúc client server là mọi người chú ý ha thứ nhất ha cái code của mình viết mình sẽ send tới appium driver đúng không appium driver thì khi mà mình send tới appium driver này á thì bây giờ mình sẽ send qua REST API request nhưng mà nó theo cái giao thức là JSON-wide protocol từ 2.0 thì cái này nó không phải là JSON-wide protocol nữa. Theo tù nhớ, đọc cái latest của nó. Nó theo cái web driver protocol spec luôn đó Nó remote cái này. Nhưng mà nói chung nó sẽ theo một cái giao thức và nó gửi ra request tới FBM server. Thằng FBM server này nó có vô nó control cái application của mình liền không? No. No. Không ha. Thì nó sẽ chia ra ví dụ như Android và iOS. Đối với Android, nó sẽ có một cái gọi là Appium Bootstrap. À, nó sẽ để cái này lên. Khi mà mình chạy lần đầu tiên, nó sẽ cài một cái Appium Sestin lên trên này. Và nó là một cái Bootstrap Application nhỏ trên này. Để làm gì? Nó sẽ control, nó điều khiển cái app under test. Và làm sao nó điều khiển được cái app under test này? Nó sẽ dùng UI Automator Tool Framework hoặc là Espresso Framework lúc trước mà cái thời cũ mà tôi còn làm cái này là UI Automator Framework Cho không có cái chữ chu này ha bây giờ mình sẽ dùng UI Automator Framework còn Espresso Framework là một cái khác nữa mà sẽ không nói ở trong cái tutorial này à, rồi đối với uh, iOS thì nó khó nó nó khác một tí là cái thằng này nó sẽ cài đặt web driver agent lên nó thường ghi tắt bằng chữ WDA thì web driver agent này là do thằng Facebook nó tạo ra ha cái này nè ở mình phải hỏi em mình phải hiểu đầu đuôi rồi mình phải hiểu là à cái những cái thành phần trong đó rồi mình mình mới đi làm ha cái thằng này là cho thằng Facebook nó tạo ra ha web driver agent thì cái này nó đóng nhiệm vụ là cái gì nhiệm vụ của cái này nó đóng vai trò là một cái agent client đối với thằng Appium server nó sẽ control cái app test nhưng mà lúc này nó sẽ dùng cái framework gì SCUI test framework để nó control cái app under test. À vậy là khi mình gửi lên Appium server mình nói là à tôi muốn test cho Android hay iOS, test cho cái app gì. Appium server nó sẽ tự động nó detect xem thử là đã có các cái client của nó ở trên này chưa. Lập tức nếu chưa có thì nó sẽ install. Thì ở chỗ này nè, mình sẽ connect qua một cái port. Và thằng Appium server nó connect qua các cái phía client của nó này nó qua các cái port khác nhau nữa. À nó sẽ khác nhau ở chỗ này. Và đối với trên simulator thì nó sẽ khác với real iOS device cái phần cái phần này. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái simulator thôi, mình sẽ không nói về real iOS device tại vì mình cần phải setup Apple developer account. Mình có cách dùng cái free à, nhưng mà cái phần setup đó có thể tụi sẽ nói ở một cái another tutorial not today. Ok, hôm nay mình sẽ dùng toàn bộ máy ảo. Đối với Android mình sẽ dùng emulator và đối với iOS mình sẽ dùng simulator và là cái kiến trúc của mình đây là cái kiến trúc ít nhất mà mình phải nhớ được vì sao cái kiến trúc này nó đóng vai trò quan trọng khi trước khi mình làm automation test trên mobile because nếu á, cái chuyện mà ví dụ thiên hà thái bình không sao cả chạy test ok nhưng mà nếu có một cái lỗi gì xảy ra thì nếu mà mình không nắm được cái này á, thì đôi khi mình sẽ khó đi bớt mình có troubleshoot là có cái chuyện gì nó đang xảy ra à, nhiều khi mình phải làm gì Uh, delete cái mấy cái này đi, mấy cái agent của nó đi, rồi restart phone, các kiểu uh, thì mình phải biết mình làm những cái đó ha cái này là cái cấu trúc đơn giản nhất mà mình phải cần nhớ một ý ha, đó là về general về Appium uh, architecture với mobile application test trên Android và iOS ha. bây giờ mình chuẩn bị môi trường và thì mình chuẩn bị cái gì mình chuẩn bị môi trường ở đây á thì mình biết dựa theo cái này này mình khi mà mình nắm được cái cái architecture của nó rồi cái cấu trúc của nó rồi thì chuẩn bị môi trường mình sẽ chuẩn bị dựa trên cái này thôi bây giờ nhìn trên cái sơ đồ sơ đồ này mình thấy mình cần chuẩn bị cái gì này thứ nhất cái tutorial này tụi sẽ viết bằng java cho nên là ok phải cài đặt java JDK được chưa mình viết code cho nên mình cần một cái công cụ hỗ trợ mình viết code cho nó tốt mình cần một IDE mình cài đặt lên đây được chưa rồi mình sẽ cần một cái appium client library để nó nói chuyện được với thằng mình dùng các cái method để mình nói chuyện được với cái thằng appium driver uh, appium server ok đó là về phần ở trên phía máy mình rồi mình sẽ cần chuẩn bị device uh, đối với android thì hôm nay tôi sẽ dùng máy thiệt còn đối với ios tụi sẽ dùng simulator uh, mình sẽ dùng hai cái này được chưa rồi vậy là mình phải có device uh, và đối với trên Android thì mình phải enable USB debugging mode lên. Rồi, mình sẽ cần cài đặt một cái Appium server. Đó. Rồi thêm cái nữa là gì? Mình phải cần inspect các element ở trên cái app này cho nên mình cần một cái Appium inspector tool. Right. Rồi, thì cái nhìn lên cái sơ đồ này cứ mình quên á, mình nhìn lên sơ đồ này mình sẽ nhớ mình cần những cái gì. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mình chuẩn bị từng cái một ở trong này ha rồi bây giờ mình sẽ viết bằng Java cho nên mình sẽ chuẩn bị môi trường Java trước được chưa rồi chuẩn bị môi trường Java thì rất là đơn giản mọi người ra cái tutorial này mọi người vô Java tutorial mọi người chuẩn bị dùm tụi cái này à đây. mọi người download ra JDK thì mọi người có thể download JDK 8 hoặc JDK 11 cũng được đừng download mấy cái JDK mới quá ví dụ từ nhóm 15 16 gì đó ví dụ mọi người chạy ở trong tutorial này thì không sao nhưng mà khi mà mọi người dùng Selenium Grid Setup uh, set up learn lên learner thì nó bị lỗi về incompatible. À rồi, setup up cho macOS cho cho Windows, Windows thì tụi chưa cái app ở này mà tụi add ở một cái bên khác ha. Mac OS như thế nào? Mình download về mình sẽ setup cái gì? Mình cần setup cái java home cho nó. À uh, java home mình phải set up cái java home. Đây là trên Mac OS mọi người đọc làm theo setup cái java home trên máy macOS. À từng bước ở này tụi ghi rõ rồi và nhớ là mình phải coi thử là mình đang dùng pass hay là jet attack ha. bây giờ rất là nhiều bạn dùng cái này thì nhớ là jet thì mình edit nó khác ha mình phải edit nó ở trong mấy cái file này nè ok còn đối với máy windows á, thì mọi người chịu khó qua ở bên này một tí tụi quên là tụi bỏ ở bên này cái phần setup environment này đối với windows nè cài đặt xong rồi setup java home ở bên cái này là máy windows vậy là mình đã có java cài đặt Ha. Mình in ra ví dụ như là ở đây tụi sẽ để một cái terminal tụi in ra ở đây ha tôi sẽ đánh là uh, java-version Được chưa? Cái này là cái java tụi cài đặt Ở trên máy tụi thì tụi cài đặt cái phiên bản của thằng bên Amazon Correcto uh, 11.0 Mọi người cứ cài đặt của bên thằng A, Oracle là được ha No problem ha. Vậy là mình đã chuẩn bị được java Rồi mình quay lại cả hồi nãy ha quay lại cái này, mình coi thử mình nhìn cái sơ đồ đó mình cần chuẩn bị cái gì nữa. Rồi, cái này. Thì mình đã có Java rồi nè, rồi mình sẽ cần cài đặt cái gì? Một cái IntelliJ. Được chưa? Mình cài đặt IntelliJ để mình mình viết IntelliJ là một trong những cái uh, IDE, là một trong những cái IDE chứ không phải là IDE là IntelliJ. À, nhưng mà cái tên của nó hơi confuse một tí là nó chính là IDEA cho mọi người, một vài bạn cứ nghĩ IDE là IntelliJ là phải. Uh, IDE là nó viết tắt của Integrated uh, like Development Environment uh, Nó giúp mình viết code, debug, rồi plugin, so on Để cái viết code của mình nó dễ dàng hơn, debug nó dễ dàng hơn Rồi mình không cần phải tự build bằng tay của mình Nó sẽ build và nó run cho mình, dùm cho mình uh, Tiết kiệm cái thời gian Rồi khi mà mình download á Thì nhớ là mình chọn cái bản là Community Thì cái bản này là bản Free à uh, Thì mình download thì nó sẽ tự detect cái platform của mình nhưng mà trong trường hợp nó không đi tắt được thì mình cứ chọn ở dưới này này à, nó sẽ có uh, từng cái platform cho mình đa phần là nó sẽ tự đi tắt cho mình mình download về và mình sẽ có một cái IDE ha? được chưa vậy là mình đã chuẩn bị xong về IDE rồi thêm một cái nữa dự án này mình sẽ dùng Maven thì lý do tại sao Maven là gì rồi tại sao mình dùng thì cái đó mọi người tự đọc thêm ha và setup Maven thì mọi người có thể lên Maven API đây đây chính là cái mà mình mình cần setup Maven để mình quản lý dependency à, cho nó dễ à, thì mọi người vô cái phần download install này nè mọi người có thể cho download này đây thì mình download cho đúng cái của mình ha thì ở đây mình sẽ download về à, cái 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 zip này đi. và mình extract ra được chưa mình extract ra mình bỏ một cái nơi nào đó và mình sẽ setup cái Maven Home à, cái setup Maven Home thì mọi người Xem ở trong này ha, tụi có một cái chỗ tụi có để cái setup cái Maven home. À, ở trong cái cái Selenium ha, tụi để nó hơi hơi nhiều chỗ nhưng mà ở trong này nè. À, Maven installation nè. À, hình như là tụi không để cái Maven home ở đây. Không cần ha, thôi cũng không cần làm cái này luôn. Mọi người vô cái chỗ này download về đúng không? Rồi quay ngược lại cái trang uh, chủ của nó nè cái phần install nó chỉ có làm một cái một thôi đó chính là mình set up cái path này. được chưa set up cái path cho cái uh, environment set up cái path, environment variable cho cái nơi mà mình bỏ cái này vô thì set up cái path nó y chang là cái java home đó. mọi người để vô trong cái path y chang rồi không khác gì miễn sao đánh được maven v nó ra là được ha tới set up cái path tôi không cần maven home nha lúc trước là tôi nhớ trước cái version bao nhiêu là phải set up maven home á còn bây giờ là đối với từ version 3 chấm mấy trở lên, 3 trở lên đó là nó không cần rồi. Trước version 3 là phải cần cái Maven Home. Còn bây giờ sẽ cái tab tức là cái biến môi trường và mọi người chỉ cần làm gì? may uh, Maven trừ V mà nó ra version tức là mình đã cài đặt thành công. Còn nó bảo là in internal external program gì đó là không có được ha. Rồi, bây giờ mình đã có Java, có Maven, cái IDE là mình đã xong được cái đoạn nào nè mình sẽ xong được cái đoạn này nè cho ừ. mình xong được cái đoạn này ha cái khúc ở này của mình trước cái đã rồi bây giờ mình cần gì cài đặt một thằng fpm server mà fpm server nó chạy bằng node.js à, nó chạy bằng node.js cho nên mình phải cài đặt thêm node.js.org mọi người lên đây download đừng download cái current nhà nào download cái LTS version LTS nó stands for long term support version tức là cái gì đó nó stable rồi còn cái này current có nghĩa là nó còn ở trong cái mốt gọi là tạm gọi là nó chưa test completely cái độ compatible cho tất cả các platform được chưa còn cái này là nó ok nó tạm gọi là nó stable uh, nó là bản long term support download cái này về sau khi download và xong double click cái cài bình thường không cần set biến môi trường không gì cả nhưng mà cài đặt xong thì mọi người nhớ check giam cho tụi lệ uh, node trừ về xem thử cái version của mình là bao giờ bây giờ version bao nhiêu thì nếu mà được thì mọi người cài đặt thêm cái NVM tức là node version management nhưng mà trong tutorial này mình không cần cài đặt cái này mình tụi nói thêm để mọi người có thể tự tìm hiểu à, để mình switch giữa các cái node version nó more convenience à, rồi mình đánh luôn npm trừ về à, xem thử có chưa Rồi có rồi Npm nó viết tắt của node bucket manager ok để mình cài đặt các cái package của node.js và mình sẽ cài đặt luôn npm install chữ y viết tắt của install npm được chưa và nhớ đây để dùm tủ cái version nhà chú ý ha 1.22 tại vì không nó sẽ lấy cái lấy được chưa và mình không có dùng lấy ở trong cái tutorial này mình dùng version 1.22 và rất quan trọng hai phần g có nghĩa là chữ g này có nghĩa là mình muốn nói là global mình cài cái này global to hit enter. À thì cái này tụi đã có rồi cho nên tụi sẽ không cần cài đặt lại nữa. à mình sẽ không cần làm cái này nữa nhưng mà tụi cứ hit enter chạy cho mọi người ha. Cái này là cái version kệ nó lỗi gì kệ đi. Nó uh, là một cái khác ha. Nó là một cái khác ở trên máy của tụi à, Mọi người không có cần quan tâm cái đó. Nó lỗi kệ nó, tụi chỉ make sure là cái này tụi có cài đặt rồi. Mọi người cứ làm y chang như vậy sẽ cài đặt được ha tại vì máy của tụi nó đang connect tới một cái internal repository cho nên là nó không có khi mà tụi disconnect cái connection đó thì nó sẽ không có được nó không có lấy được vậy thôi bây giờ mọi người check cái appium trừ v make sure nó in ra đúng cái version của mình vừa cài đặt là 1.22 ok vậy là mình đã có cái gì appium server rồi bây giờ mình sẵn mình sẽ cài đặt luôn à mà thôi cái đó từ từ đi tới cái bước sau mình sẽ cài đặt rồi mình có FPM server rồi đúng không? Bây giờ mình chuẩn bị tới phone. Thì bây giờ nếu mà mọi người có máy thiệt á thì mình sẽ rút máy thiệt vô. Đầu tiên tụi sẽ rút cái máy thiệt của tụi vô ha. Tụi sẽ đầu tiên tụi sẽ rút một cái máy Android thiệt vô. Rồi tụi uh, start cái máy Android đó lên. Rồi, trong lúc nó start thì mình sẽ cài đặt một cái này. Đối với anh chị em nào là dùng Mac OS á, mình sẽ cài đặt cái escort cho tụ ha cài đặt escort này rất là đơn giản mọi người mở cái app này lên app store được chưa? mọi người search chim tụ cái chữ là escort à, đây bây giờ là tụ có rồi nên nó hiện update đây còn một người chưa có thì cài đặt cái Xcode để mình cần cái bộ công cụ và cái simulator để mình chạy mình cài escort là xong ha à, vậy là xong cho đối với simulator Vậy là được rồi, lát tụi sẽ nói là cách tạo simulator như thế nào. đó Thì cái này á, nó hơi take time, tầm 15-16 giây chỉ lận cho nên là mọi người download nó trước. ha Rồi đối với cái Android device này tụi sẽ dùng một cái máy thiệp, tôi sẽ dùng một cái chương trình để tụ reflect cái màn hình của nó. Cái này nó không nằm trong phần kiến trúc của Automation Test, chỉ là một cái tool để tụ reflect cái màn hình uh, của cái phone nó đang connect vô thôi. À. rồi tôi sẽ connect chưa cái thu này nó tên là visor ok tôi click ở đây view device thì nó bật lên một cái màn hình ở dưới này lên trên này cho tụi ha đây rồi đây đây là cái form thiệt của tụi thế đây rất là quan trọng mọi người phải enable cho tụ là cái USB debugging thì trên từng phone nó có thể nằm ở vị trí khác nhau nhưng mà đầu tiên chắc chắn nó phải nằm ở trong cái setting ha à, mọi người kiếm đây setting rồi làm sao enable nó đầu tiên mình sẽ cho mình kiếm tới cái chỗ uh, about device đầu tiên cái developer option này by default nó sẽ không hiển thị ra đối với máy thiệt máy ảo thì hình như là nó hiển thị ra luôn rồi cái emulator nó hiển thị ra luôn còn đối đây about device rồi vô trong này ha mọi người kéo xuống xuống cái chỗ mà software info rồi mọi người kéo vô tới cái chỗ là uh, view number này mọi người nhấp đúng 7 cái 1 2 3 4 5 6 7 mọi người thấy không nó bảo là developer mode has already been turned on tức là tụi có rồi còn mọi người nhấp 7 cái thì nó enable developer mode ra bên ngoài thì mọi mọi người mới thấy có một cái là developer option mọi người click ở đây kéo xuống đến khi nào thấy chữ USB debugging này nó sẽ off mọi người click cái toggle lên on thì cái này là trên device thiệt mình phải làm như vậy trước khi mình test ha đây đã thuộc close on windows ở đây rồi được chưa đó là mình sẽ nói về android trước ha rồi này là android rồi bây giờ mình sẽ cần nếu mà mọi người máy ảo á thì mình phải cần cài nếu mà muốn xài máy ảo á thì có cái cách để mọi người setup cái máy ảo ở đây prepare environment nhưng mà có cái cách mà install emulator này á mà không cần SDK nó hơi tricky và tụ không trực mọi người nhất là những bạn mới làm theo tại vì nó rất là strictly đi theo từng từng bước các bạn nên download luôn cả cái Android SDK biết là nó nặng nó có nhiều cái mình không cần thiết nhưng mà lót cái đó để nó đỡ đau đầu. Còn cái này phải thật sự có kinh nghiệm và làm thật cẩn thận thì nó mới được ha. Còn không thì mọi người cứ search dùm tụ cái này. Search cái Android SDK. Rồi, giờ nó tới cái trang chủ Developer Android SDK này. Mọi người download dùm tụ cả cái bộ Android Studio về cho tụ luôn. À, thì nó hơi nặng một tí, gần đâu đó một chiếc đó. À, nhưng mà cứ vậy cho đỡ đau đầu tại vì mình mới vô làm thì cứ mình làm được cái này ha thì download về thì nó sẽ sẽ uh, cái này không cần thiết remove cái này đi rồi nó sẽ xuống một cái Android Studio mình extract uh, attract ra double click mình cứ cài đặt bình thường thôi một cái Android Studio ok thì mình double click lên mình mở ra cái Android Studio thì mình sẽ khởi động một cái máy ảo lên thế đây nó sẽ ra một cái màn hình như thế này cho mọi người ha thì mọi người click on more actions thì mọi người sẽ thấy AVD Manager tức là nó viết tắt cho Android Virtual Device à. thì nó sẽ ra đầu tiên nó sẽ ra hình như tụi nhớ là một cái by default nó có sẵn một cái device gì đó. còn không thì sao create a new virtual device chọn bất kỳ một cái gì đó rồi cứ bấm nếu mà mọi người cứ để default thì cứ để default vậy thôi là được một cái rồi không cần gì nữa ha thì đây tôi có cả tạo ra một cái là device 6 e API 31 one, um, một cái đi search, với một cái capital, hai cái này ha, thì tôi đang dùng cái này. đó, rồi mà start lên, đó, cái nút này mà start lên ha, mình lên được một cái máy ảo, một cái emulator này, launching emulator này không? chờ chờ nó xíu ha. Rồi đây, nó lên ở đây ha. Thì tương tự mọi người cũng làm gì? Enable Developer, à uh, sorry, Enable USB Debugging Mode, tức là by default, theo tụi nhớ không nhầm á. Là ở trong này á, nó để có sẵn luôn cái um, Developer Option cho mọi người rồi. Uh, cái thằng này nó hơi khác một tí ha. Vô trong set in này, mình sẽ vô... Nè, cái này cũng là cái view number nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nè, you are now a developer nè. Mọi người click ra. À, thì ở trong này á. Trong cái setting này nó có một cái chỗ. Uh, system. Đây, developer option nè. Nó cái up, cái menu nó hơi khác một tí ha. Ở đây nó có một cái chỗ là. Đây, USB debugging mình enable lên đó đó là đó đối với cái à, cái máy ảo ha rồi ở đây tôi sẽ tắt hết các màn hình này là rồi ok vậy là cái này trường hợp mình không có máy thiệt giống như tụ thì mình dùng máy ảo rồi bây giờ á, mình sẽ cần một cái adb comment thì khi á, ở trên cái mô hình này á khi mà nó tương tác đối với cái app ở phía dưới của nó ở dưới này nè oh, sorry not this one ờ đúng rồi thì á đối với Android nó sẽ cần dùng một cái là Android DB là debugging bridge ha mọi người lên cho này là mọi người có thể search ADB. đây ADP này mọi người sẽ thấy ha um, đây Android debug bridge à đăng ký tắt của của chữ ADB. thì mình cần phải set up được cái uh, cái path cho ATP này. À, ở trong cái nó sẽ nằm ở trong cái platform thu Tức là mình phải setup được cái path cho ATP. À thì cái setup của cái path này á thì nó cũng y chang giống như mình setup một cái path cho uh, cái thằng Maven vừa rồi á, tức là mình chỉ cái đường dẫn nơi đâu mình đang để cái platform tool này. Đó, thì ở đây tụi sẽ in ra các cái tụ ha, còn ở trên Windows thì mọi người sẽ làm y chang. Ở đây để tụi có thử tụ để đâu ha. Best. Best profile. Ở đây tụ export một cái path nó nằm ở đây platform tool. Nó sẽ nằm ở cái uh, user Android đây, user library Android SDK rồi tụ cho trong cái platform tool. Nó nằm ở trong này. Nè, à, giống như người ta nói này. Nó nằm ở trong platform tool. Thì khi mà mình set up được cái platform tool này rồi á, thì khi và mình làm á, mình đánh chữ ADP à mình đánh ADP ra trừ V chẳng hạn nó không có cái option trừ V à, mình đánh ADP từ version nó không có option này luôn mọi người đánh ADP đi nó có cái help là cái gì đó nó ra như thế này á, có nghĩa là mình có ADP còn bây giờ mình check xem thử có bao nhiêu Android device connected to this laptop thì mình đánh ADP devices có S ra. À? thì nó chỉ ra là thế không? đây là cái device thiệt nè còn cái này là cái emulator của mình nè cái này là nó show ra UDID cho mình đó đây là có hai cái device connected cho mình ở trong cái laptop này được chưa vậy là mình cài đặt xong được cái IDP thêm nữa để nó nó dùng à, thằng FPM nó sẽ dùng đối với trên end device Android OK bây giờ mình sẽ quay lại coi thử mình còn thiếu gì nữa không rồi cái mình đã có device USB debugging enable mình có FPM server rồi mình có Node.js môi trường để nó mình có Node.js rồi mình cài FPM server rồi mình có ADP rồi mình có máy ảo rồi đầy đủ hết rồi đúng không phía này mình đã có code rồi bây giờ mình sẽ đưa cái FPM client library vô rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình chạy ở trên này là mình chạy thử ở trên này rồi bây giờ á trước khi mình tiến hành mình uh, làm gì mình sẽ inspect app rồi mọi thứ lên trên này á mình sẽ tiến hành mình tạo một cái Maven project lên trên này trước ha mình tạo một cái Maven project lên rồi mình sẽ quay lên mình inspect cái application này để mình xem thử mình connect được cái này hay không mình sẽ khởi động lên hết toàn bộ xem thử connect được hay không ha <laughs> rồi ở đây mình sẽ làm gì đầu tiên tôi sẽ tạo một cái new project ha file new project rồi mọi người mở IntelliJ của mình lên. Mình sẽ tạo một cái new project trong trường hợp này tôi sẽ để là Maven ha. À, SDK thì để by default của cái máy, SDK Java SDK ha. Tụi nhấn next. Cái này á tụi sẽ để là uh, cái group ID mọi người có thể để default trong tụi thì tụi để là com.test pro ha. Artifact ID này là cái tên của cái của cái uh, thường là nó sẽ lấy dính vô cái tên của dự án. Cái này tôi sẽ để là IPM uh, Tutorial. Uh, tại vì nó có một cái um, dính tới Tutorial rồi cho nên tôi muốn tìm chuyện cái name của nó một tí ha. IPM um, Tutorial. Um, phù uh, full đi ha tạm gọi vậy ha finish rồi mở cái này lên là... mình chờ một xíu để nó init cái project ha Đó. thì nó init project và nó sẽ hiển thị ra ngay cái form file với những cái default value Thế trong này mình sẽ đưa các cái dependency vô thì á, mình cần cái đầu tiên á, là cái FPM Client Library thì mình sẽ search này Maven Repo à, nó sẽ ra Maven Repository đây cho mình và mình search là Appium uh, Java này là Java FPM Client đây, Java client của thằng SPM này, nó đến từ io.spm này, mình click cái này. Thì cái này nó tới 8. mấy luôn, mình sẽ không lấy mấy cái bạn beta ha, mình sẽ lấy cái bản uh, stable, mình sẽ lấy 7.6.0 chắc là được rồi. À cho mình khỏi đừng có lấy cái latest ha, tại vì các bạn đừng có lấy mấy cái bạn beta. Ở đây tôi sẽ lấy bạn 7.6.0.0 ha. Mình click ở đây là tự động nó copy. Còn ở đây rồi, bắt đầu vô đây. Mình sẽ mở một cái dependency Task. nó sẽ có cái success cho mình nè rồi hit enter dán cái này cho rồi mình sẽ fetch cái này về à fetch cái này về à anh chờ xíu ha mọi người có thể nó sẽ hiển thị đỏ đỏ ở đây có nghĩa là mình chưa có đó ở trong cái local repository thì nó chờ nó fetch về tí rồi đã xong được cái java client ok rồi bây giờ mình đã có cái client này rồi nè bắt đầu sao mình sẽ tiến hành mình sẽ tạo một cái class gì đó để mình connect được với cái thằng FPM server đúng không mình sẽ connect được với cái thằng FPM server rồi mình chạy nhưng mà trước khi mình làm cái đó mình sẽ tiến hành làm một cái bước trước đó là mình thử connect vô một cái application in the test này của mình nè. đó, bằng một cái tool gì đó để mình xem thử nó launch được hay không rồi cái application của mình test ở trong cái uh, tutorial này mình sẽ dùng cái gì. Mọi người lên ở trên cái um, đầu trang nè, mọi người thấy cái hình cái GitHub này, Mọi người click ra nó sẽ mở tới Step Pro GitHub. Mọi người tìm cho mình cái uh, e-commerce. Đây. Up. Đây. Shop app này, Pro Shop app này. Cái này mình sẽ dùng cái này ha. Để mình làm cái demo. À, cái này là một cái app khá là đơn giản do tụ Dev ra. À tụ Dev ra cái này. Thì mọi người vô ở trong cái chỗ download thì mọi người vô ở trong cái cái này release, vô cái task release nè. Mọi người có thể lấy cái thấy ở ngoài này cũng được. Hai cái task này vô cái release lấy cái 1.0 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ download cái APK này trước. À, download cái APK này trước về Click Download về Thì nó sẽ nằm ở thư mục Download này à, Đây, cái APK này của mình Được chưa? Download cái APK này về Tức là cái file của cái này Rồi về làm gì nữa? Bây giờ mình phải cài đặt lên cái device của mình gì nữa? Thì cài đặt mình có thể kéo thả Ví dụ như Mình có cái này, mình kéo thả lên Được chưa? Còn phải chờ ví dụ như device thiệt á Thì mình làm sao? Mình đâu làm sao kéo thả được đúng không? ví dụ ngồi trừ nếu mà mình dùng cái Pfizer mình kéo thả bây giờ mình không có Pfizer sao kéo thả thì mình dùng một cái command line ha mình sẽ dùng là adb install và mình chỉ ra cái đường dẫn của cái file apk mà mình cần install trong trường hợp này nó sẽ nằm trong download uh, ST pro cái này nó sẽ là gạch ngang p gì đó ha rồi chấm apk mình hit enter nhưng chú ý trong trường hợp nhiều hơn một device Mà nó connect vô trong cái laptop của mọi người Trong cái máy của mọi người á Mọi người đánh cái này nó sẽ xảy ra một cái lỗi Đó là nó không biết là nó cài đặt cái này trên device nào Thấy chưa Nó bảo là more than one device Hoặc là emulator connected Vậy thì trong trường hợp này mình làm sao Mình phải specify cái device nào mà mình cần uh, Mình cần Chỉ định cài đặt lên Ở đây mình phải là gì Trừ specify Rồi đánh cái UDID ra ví dụ tôi muốn cài đặt ở trên cái này, rồi the rest here is just the same, ok? Y um, chang luôn ha. Có nghĩa là mình chỉ thêm một cái specify, nó sẽ chỉ định và nó cài đặt. À mình hit enter thì nó sẽ cài đặt. Trong trường hợp này tôi có rồi thì tôi sẽ để nguyên. Đấy. Thì sau khi mọi người cài đặt xong nó sẽ ra uh, cái app này. Nha. Còn ở trên máy ảo á thì cái icon này á nó 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 không có hiển thị được. À, nó bị sao trên máy ảo tụi không biết nữa nhưng mà trên simulator của iPhone thì nó được thì mọi người lần đầu mở lên thì thấy nó say hơi lâu ở lý do là cái server nó đang sleep nó đang ngủ nó nó đúng nghĩa đen luôn á mọi người tại vì tụ làm cái phía server side của cái app này là dùng cái miễn phí cho nên không có cái lượng truy cập vô trong vòng 30 phút nó sẽ ngủ Rồi có truy cập vô nó mới thức dậy à, thì ở đây tụ để hai cái product ở đây thôi ở vitamin nè thuốc nè Vitamin này, O, rồi short cái gì đó ở đây, các kiểu ở đây. À, ví dụ mình có thể đánh Omega, thì nó ra cái này only. Kiểu giống vậy ha. Một cái app khá là đơn giản. Ở đây để mình test. Được chưa. Có user, mình có thể register một new account khác rồi. Ok, mình sẽ nói detail cái này sau. Bây giờ mình đã cài đặt được cái app của mình test. Vô trong này rồi, để tôi xóa cái này đi ha. Cái này nó có cái bớt này không? Đáng lẽ phải click cái đó, nó phải xóa được cái này nè. Tụi phía sau ha thì á mình phải đã cài đặt được rồi thì làm sao mà mình có thể inspect tức là mình phải inspect là cái quá trình mà mình xem thử là các element ở trên này là cái gì đó, các cái attribute của nó là cái gì để mình làm gì từ phía code của mình mình viết mình mới biết interact với cái element nào ở trên này chứ tức là mình phải give instruction là tôi muốn launch cái app nào trên cái máy nào và tôi muốn tương tác với cái element nào đúng không và tôi muốn làm gì cho nó đó. cho nên là bây giờ mình phải tìm cái cách mình inspect cái này à, vậy thì làm sao inspect lúc trước á khi mà mọi người search cái này nè à, mọi người lúc trước mà search cái này là appium Desktop đâu đó khoảng cỡ hơn một năm trước thì phải nếu mọi người search cái này appium desktop á, thì trên cái appium desktop này nó có cái phần inspector luôn nhưng mà nhớ bây giờ nó sẽ không còn như lúc trước nữa tức là cái FPM desktop này để khởi động cái server rồi các kiểu thôi mình hầu như mình không cần cái này à, mà mình sẽ cần là FPM inspector ở đây nó nói rõ này đây mình sẽ dùng FPM inspector và mình sẽ download về à, thì trong trường hợp này thì mọi người cũng vô cái task này vô cái này mình download cái FPM inspector về ví dụ như máy uh, windows thì mình dùng ec còn máy mac os thì mình dùng cái file dmg à dmg nó có một cái để có thử cái này nó có chip m 1 khác nhau không à, không vậy thì dùng dmg là được rồi thì mình cài đặt xong cài đặt cứ bình thường giống như chương trình bình thường không có gì chú ý ở đây hết á thì mình mở lên ở đây mình sẽ mở lên là uh, inspector ha Appium Inspector rồi mình chờ xíu ha. Đây. Đây. Giao diện này là giao diện của của nó ha. Appium Inspector. Thì ở đây. Cái này nó sẽ giúp connect đến cái app của mình ở trên cái máy mà mình chuẩn bị test này. Đó, và nó launch lên ở trên này để mình inspect. Được chưa? thì đối với trên web thì mình chỉ cần dùng cái mình inspect right click inspect hoặc là dùng F12 hoặc là nhấn tổ hợp phím command option I ở trên máy Mac OS thì nó sẽ mở ra được cái developer tool và mình sẽ inspect còn trong cái trường hợp của FPM á tức là mình làm mobile automation test thì mình phải cần cái FPM inspector được chưa? Thì bây giờ nó lên như thế này, đầu tiên cái remote host ở đây mọi người cứ để là 127.0.0.1 tức là local host của mình. Cái port của mình cứ để là mình muốn connect đến cái port 0.723. tôi sẽ nói rõ thêm những cái này nó có ý nghĩa gì ha. Nhưng mà đầu tiên mọi người cứ để cho cái này trước. Rồi cứ để default là SWT Hub vô trong này. Được chưa? Một cái. Cái thứ hai rất là quan trọng đó là cái design capability. À, cái phần này có nghĩa là mình muốn send toàn bộ cái này tới một cái server nào đó trong ngữ cảnh này là FPM server. đợi FPM server nó sẽ giúp mình connect cho trong cái này, được chưa? vậy là nhìn lại cái mô hình này, cái client ở trong trường hợp này không phải là cái code của mình nữa, mà trong trường hợp mình đang dùng này là client này chính là cái apium inspector. nó gửi một cái request tới FPM server với một cái design capability nhờ cái thằng này mở trong cái app lên thằng này nó trẻ lại thì FPM inspector nó đứng đây nó lên cái app lên để mình inspect ok cho nên là bây giờ mình sẽ nói tới cái câu chuyện là design capability vậy cái design capability là cái gì mọi người có thể vô trong này và mọi người có thể search à ví dụ mọi người có thể search design capability để cho design capability là cái yêu cầu của mình gửi lên FPM server mà nó sẽ gửi những cái thông tin là tôi muốn mở cái platform gì tên của device là gì device UDID là gì cái app tôi muốn mở là cái gì đó là những cái thông tin design mình mong muốn à, mình mong muốn làm cái gì để FM server nó biết đặng nó connect tại vì ở trên phone mình có rất là nhiều cái app ở trên máy mình có thể connect more than one device right cho nên phải mình phải có instruction cho thằng FM server nó init được đúng cái session nó mở được đúng cái app thì ở này nó có nhiều cái general capabilities thì mọi người có thể refer in future. À, nó có rất là nhiều thứ ở trong này. Tôi sẽ nói những cái mà quan trọng nhất mà mình cần phải đưa vào về design capability. À, thì hiện tại mọi người sẽ ở đây, mọi người input từng cái key vô. Tại ở đây thì tôi sẽ click một cái, tôi có sẵn ha. Um, easy Shop Emulator. Ok, lấy cái Emulator này cũng được. Rồi, đây. Đầu tiên ha, để tụi edit cái này đi. Khi mà edit á thì nó ra như thế này giống như mọi người điền mới cho thôi. Ở đây nó tự thêm vô nè, tự thêm vô nè, automatically necess necessary FPM vendor prefixes uh, on stock nè. Cho nên cái này á à, mọi người uh, bỏ cái dấu này ra cũng được. Khi mà cỡ tới nó tự thêm ở dưới background còn không thì mọi người check cái này nó tự thêm chứ mọi người không cần điền bằng tay cái chữ này ha. Được chưa? Chỉ để đầu tiên này a package rồi app package lấy ở đâu tôi sẽ chỉ app activity được chưa app activity hai cái này á là để là chỉ định gì tôi muốn mở cái app gì và cái activity main activity tôi muốn launch là cái gì được chưa rồi cái uid là cái unique device id mỗi cái device nó sẽ có một cái uid khác nhau tôi muốn mở cái này trên cái device Chị này nào và đây automation name mọi người phải ghi đúng như thế này ha automation name chữ hoa chữ thường y chang như thế này bỏ mấy chữ FPM ra đi à FPM 2 chấm bỏ ra thì ở trong trường hợp này Android lúc nãy tôi có nói ấy, phải dùng là GUI Automator 2 ok và cái cuối cùng quan trọng đó là platform name phải provide là Android đây là năm cái quan trọng nhất mà mình ít nhất là mình phải cần cung cấp cho nó à. vậy thì hai cái mà app package và app activity này làm sao mình lấy thì đối với cái của tụ như thế này thì tụ đã sẵn mọi người làm ở trong cái project đó, thì mọi người có thể hỏi developer thì họ đưa cái thông tin này cho mình đúng không trong trường hợp vì một lý do gì không biết lý do gì mà mình không lấy cái này được từ developer thì mình phải có cách mình lấy chứ vậy thì mình lấy làm sao ở đây nó có một cái comment mà ở đây tụi có để sẵn cho mọi người ha ở đây là một trong hai comment này cái thường thì mình sẽ dùng cái comment đầu tiên ha. một trong hai cái comment này được chưa vậy thì cái bước mà mình làm là như thế nào nè mình sẽ ví dụ tụi mình sẽ mở một cái app này ha, tụi sẽ tắt cái này đi. Rồi, bước thứ nhất nè. Được chưa? Mình sẽ mở cái application trên cái phone này lên. Rồi, bước thứ hai, mình sẽ dùng cái command này copy. Nếu mà cái command đầu tiên nó không work thì lấy cái command thứ hai ha. Sau đó mình lên terminal nè. Đánh cái này, nhưng mà mình lại mình đang có hai cái device connect cho nên là mình sẽ để là gì tôi muốn specify cho cái device này này uh, this one <laughs> rồi ở đây ha mình enter ra mình xem thử cái current focus window là cái gì mình hit enter thì mọi người chú ý ha cái phần ở phía trước này này đó chính là cái app package cái phần ở phía sau cái slash này chính là cái activity được chưa nó sẽ y chang giống như cái mà tôi share thế này đó, được chưa? Thì mình sẽ lấy ra và mình để vô cái giá trị này. Sau khi mình xong xong hết, mình có click start session chưa? Chưa. Thì khi mà nhìn lại cái mô hình thành bởi vậy cái architecture nó rất là quan trọng mình phải nhớ. Khi mà mình muốn send tới thì send tới đâu? Thì send tới server mà server nó phải dựng lên thì mới send được chứ. Rồi bây giờ mình check nè. Client ok. Phía phone này ok đã được cài đặt mọi thứ rồi dựng thành server lên thì dựng server mình có thể dùng fpm desktop hoặc là mình đánh câu lệnh rất đơn giản là gì fpm khi mình hit enter nó sẽ tự động khởi động trên bọt 4723 còn nếu mình để trừ b này mình không muốn khởi động 4723 mình mình lên là 4725 thì ok ha cũng được luôn nhưng mà nhớ phải change cái port ở trên này sang một cái port khác tại vì mình connect tới cái port khác mà đúng không giống như cái địa chỉ nhà vậy đó cho nên mình đi cái địa chỉ khác thì nó khác ráo rồi. Còn bây giờ mình sẽ để default. Nhưng mà nhớ tránh cái port 4724 đó, 4724 ra ha. Port 4724 là cái port internal bootstrap để nó communicate. Mình tránh cái port đó ra để nó tránh những cái conflict không mong muốn. Ha. Ở đây mình sẽ để by default đồng 4723 mình hit enter. Thì nó sẽ start lên và nó đang listen ở localhost 4723 này thôi và version của API rồi. Bây giờ nha, mình nhìn nha, xem thử chuyện gì xảy ra khi mình hit cái start session ha. Khi mình hit start session, thằng này nó sẽ send một cái request tới bộ 4723 WD hub này với cái design capability này. Thằng này nó sẽ nhận. Nó nhận sau đó làm gì? Nó sẽ tìm cái device nào. Lát mình sẽ đọc log sau ha. Tìm cái device nào đúng cái yêu cầu này nó connect rồi nó launch cap trả về kết quả cho thằng này. Ok, bây giờ mình launch. Bây giờ mình start lên ha. Start session bây giờ để tôi close hết cái này luôn cho mọi mọi người thấy từ đầu cái này không có gì đúng không rồi bây giờ mình start session đó mọi người thấy nó bắt đầu nó xem lên không lát mình đọc blog sau ha à cái này <laughs> nhầm mình đang mở trên cái này mình đang mở cái emulator ha còn cái này là cái máy thiệt à kéo nó xuống đây mình đang mở bằng cái emulator cái nào cũng được À, bây giờ mọi người sẽ thấy à cái màn hình ở bên này với màn hình bên này nó không có giống nhau lý do là tại thời điểm thằng này nó xem cái màn hình của bên emulator qua lúc đó thằng này nó chưa lót xong thì mình muốn nó giống nhau thì sao thấy cái nút refresh xong refresh cái đó để nó lấy lại cái latest là y chang được chưa bây giờ trước khi mình quay mình tương tác cái này thì mình đọc sơ qua cái logs của mình trước một chút ha bây giờ tụi sẽ tắt đi tắt cái app server đi kệ để cái này để mà làm gì mình đọc cái log nó một tí. Để nó chạy ra nhiều quá thì khó mà đọc. Rồi đây mình đọc từ đầu ha. Thằng này start lên xong mọi người thấy không? Nó có nó phát hiện ra là có một cái thằng nào đó xem một cái post request tới Wd hub và cái thằng này nó yêu cầu gì? Yêu cầu hãy cấp cho tôi một cái session. Vừa đây là cái body ở bên trong nó gửi tới server. À, thằng nào gửi tới? inspector gửi tới trong trường hợp này thằng inspector đóng vai trò client ok sau đó thằng appium này nó mới nó ok chuẩn bị tạo một create một session này với các cái argument này cho tôi đây chính là cái capability này nó mình yêu cầu sao thì nó ra y chang vậy được chưa bắt đầu thằng appium server nó mới chắc xem thử đủ điều kiện không à đầu tiên nó sẽ tìm nè nó nói là nó tìm ra thấy hai cái view tool gì đó À, cái này là cái mới nhất là một cái là 32.0 gì đó nó tìm hết xem thử rồi nó xem thử cái ADB à, nó sẽ using ADB từ đâu từ này cho nên không có ADB mình không set up ADB nó sẽ báo lỗi ngay à, nó báo là nó không tìm thấy ADB sau đó nó làm gì thấy không ADB to P ở trên cái bọc này start server nó sẽ start cái bootstrap server ba 5037 à. sau đó nó sẽ bắt đầu nó kiếm thử nè connected device ở trên cái máy này gồm những cái thằng nào đó, phát hiện ra là nó ok có hai thằng connect này thấy không nó chỉ ra rất rõ ràng là thằng này với thằng này nhưng mà trong trường hợp này mình đang nó sẽ dùng cái này lý do tại sao mình biểu nó dùng cái này cho nên nó dùng cái này nè đó bắt đầu using IDP start lên rồi nó bằng nó làm gì nè emulator năm 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 bốn nè bắt đầu nó bắt đầu nó sẽ lấy thông tin ở trên cái máy lấy thông tin ở trên máy xong nó sẽ check xem thử nó có cái thằng fpm 16 16 ở trên đó chưa đây in install nè đó, cái đó là cái gì đây mình sẽ thấy nó có một cái thằng Appium sex ở trên này à, quá gì ừ. ở trên mấy thiệt là mình thấy nó 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 dễ hơn là không nó cài đặt lên cái Appium steam nó nằm ở đâu mất tiêu đây đây nè mà ở trên cái máy ảo này ở à đây đây đây. Nó hơi khó mấy cái icon nó hơi khó đây, nó cài đặt cái thằng này lên, được chưa? Có rồi á, rồi nó cài đặt lên, cái này chính là cái cái Bootstrap mà lúc nãy tụi nói ở trên cái mô hình này cho mọi người nè. Đây chính là cái này. Được chưa? Mình phải hiểu rõ như vậy ha. Rồi đọc block tiếp. Rồi nói chung là nó cài cho Đó lên xong rồi, bắt đầu nó sẽ có nè. À, nó thiết lập một cái port, gọi là cái forward port này đây. Forwarding system bọt 8200 to device là bọt 6790 vậy là nó có hai cái port ha bây giờ xuất hiện tới ba port luôn chứ không phải là hai port nữa rồi cái boot step port nữa rồi bốn port luôn vậy là bọt 4723 là cái port của server nó đứng nó chạy client center đó server nó sẽ tạo một port 8200 riêng cho nó để nó không đi chơi với cái device mà cụ thể là nó không đi chơi với cái FPM 16 trong trường hợp này trên cái bọt 6790 Hai cái thằng này nó sẽ communicate với nhau. Được chưa? Rồi set, set up một cái connection giữa nó. Sau đó nó sẽ check lại UI Automator Server is installed. Mọi thứ. Rồi đúng không? Bắt đầu. Nó tiến hành. Nó sẽ launch cái app lên. À, mình sẽ đọc tiếp, tiếp, tiếp lên. Xem mình sẽ thấy này. Đây. Nó muốn launch cái package này lên. Được chưa? Sau đó nó sẽ launch một cái liên quan tới cái uh, main activity của mình. À, package này lên. Rồi bắt đầu nó sẽ ghép ra nè Cái main activity của mình uh, Để tôi coi thử cái main activity của mình ha à, uh, Not this one Tôi copy, tôi short Thử cái chỗ nào mà nó mở cái main activity đó ha Rồi tôi short ra cho mọi người thấy ha Đây App activity nè, mở cái này nè Nó mở lên cho mình nè Rồi bắt đầu Uh, nó send lại cái result cho bên phía client rồi bắt đầu nó mở activity đó xong nè đây is waiting nè rồi bắt đầu nó mới mở ra xong rồi get window size rồi mọi thứ rồi bắt đầu nó sẽ gửi về phía client cho nên thằng này thấy được cái này rồi giờ cái thằng này nha nó đang disconnect với server tại sao thằng server đã tắt xuống rồi cho nên nếu mà mình muốn khởi động lại á thì mình sao tắt cái này đi tắt cái session này đi rồi mình cũng làm y chang Mở Appium lên lại. và bây giờ mình biết cái cái luồng của nó rồi đúng không? Rồi bắt đầu. Mình start session. Again. Rồi đó. Đây server. Cái server đó. Thì mình phải hiểu ít nhất cái đó là căn bản thôi. Nhưng mà mình phải biết ha. Mình phải biết cái luồng nó đi như thế nào. Chứ đừng có uh, ẩu 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 ẩu. Rồi sau này mình rất là khó debug. À, tại vì cái này là sau này nếu mà mình tự học. Thì mình phải biết ít nhất là như vậy. Rồi refresh lại đi. Rồi bây giờ tụi sẽ nói cho mọi người mấy cái navigation ở trên này ha. Cái này đầu tiên nó chỉ là mình đang là native app hay là uh, web hybrid app gì. Ở đây thì cứ để default là native app ha. Cái này là select element, cái này là swipe, rồi tap by coordinate như cái này hầu như mình không dùng. Mình dùng nhất là cái inspect đây này. Với cái file này nè, sort by element này nè là cái mình hay dùng nhất. À, hai cái này là hai cái mình hay dùng nhất. Được chưa? Còn có một cái uh, một cái phần nữa là start Recording tức là mình làm cái gì đó xong mình start recording xong rồi nó ra cho mình một cái script nhưng cái đó thì tụi không sắp xếp còn người làm ha không cần à, cái đó mình explore sau à. bây giờ giả sử tụi muốn inspect một cái ở trên này ví dụ tụi muốn inspect cái home à cái user cái user tại vô vô tụi muốn tụi login đi ha tụi click cho cái này à nó sẽ ra nè ở đây ha click cho cái user icon luôn tag view user uhm, thường thì nó sẽ mở ra cái này cho mình nhưng mà trong trường hợp này nó không có expand thì tự mình expand bằng tay ta ha Càng bằng cái cách nào mình click nè để mình đi test nè nó xanh xanh là có nghĩa là nó focus đúng cái màn hình của mình á rồi nó không có bung ra cái này thì mình chịu khó mình mở bằng tay một tí à, cái này cái này ha mình click xanh xanh là nó đang chỉ cái này mình xuống này cái này tụi dùng React Native cho nên là có một cái bài trên cái tutorial á, mình có thể kết hợp với bên tép á, mình nói họ cho mình cái uh, những cái accessibility ID này thì mọi người sẽ thấy ha khi mà tụi click cho đây nè rồi xuống dưới này ha um, cái này cái text view này uh, not sure sao cái này ok cái này use icon resource ID user icon OK lấy cái này được rồi. À, OK tới này là được rồi ha. Mình sẽ có ở đây là một cái user icon accessibility ID là user icon. À. Thì đây tụ sẽ không đi sâu quá về các loại selector vé ở trong cái bài này. Tuy nhiên nếu mà mọi người muốn tham khảo thì mọi người search cho tụ cái này. Đó chính là selector strategy. À. Thì ở đây có một cái chú ý là cái đầu tiên này muốn mọi người chú ý Thì á, có một cái là Accessibility ID Mà mình có thể dùng chung Cho cả luôn Android và iOS Và nếu cái này mình được Mình sẽ success bên rồi Dev Họ hỗ trợ mình Và có một cái, cái, cái tutorial tôi có nói về cái này rồi Để mình cách mình success Bên developer họ làm như thế nào à, Thì khi á, mà mọi người thấy Ở trên dù Mặc dù ở trên device Android hiện tại Nó hiển thị cái attribute nó là cái resource ID ở chỗ này ha nó là loại resource ID còn ở bên phía iOS nó hiển thị cái name đây nó sẽ hiển thị là à, accessibility ID còn ở bên phía uh, Android nó gọi là content description chứ từ nhầm nó là cái content description thì hai thằng này đều được dùng với một cái strategy là accessibility ID hết ha. mình phân biệt ha cái này là attribute của cái element trên cái app cái này là cái success của thằng appium tức là nó nói là à, đối với cái element này tôi thấy có ba cái strategy này ông có thể dùng được à, ông có thể dùng accessibility id cũng được id cũng được mà expect cũng được thấy accessibility id thì mình bóc ngay tại vì nếu cái này nó trùng bên phía ios thì mình sẽ dùng được chung cả hai cái luôn mà mình không cần phải handle cái gì khác ví dụ nếu android nếu ios làm gì à, tất nhiên mình có cách handle nó gọn hơn chứ không phải là mình phải if else như vậy nhưng mà cái đó là another story ha. tôi sẽ tạo một cái tutorial khác cho cái đó ha. thì ở đây mình có rất là nhiều cái strategy ở đây thì mình sẽ stick với accessibility ID tại vì trong trường hợp này tụ là cái thằng developer và tụ là cái thằng support là ok cái app này của tôi tôi đã support được cho ông là cái Android iOS đều có accessibility giống như nhau và ông không cần phải customize bất kỳ cái gì khác. À, developer support cái cỡ đó ha. Thì á, mình lúc này á, thì ok, accessibility id này giống nhau. Trong trường hợp này, mình sẽ thử click trên cái user icon, đúng không? Vậy là mình đã inspect, mình đã lấy ra được cái attribute này rồi. Thì tiếp theo bây giờ làm gì? Mình bây giờ mình làm viết một cái đoạn code nhỏ để mình connect tới cái app này và mình tương tác trên cái element đó. À, thì bây giờ xem thử ha mình đến được cái mình nói được cái server về cái design capability rồi đúng không bây giờ mình sẽ đẩy cái design capability này vô ở bên trong cái app của mình là như thế nào được chưa bây giờ mình mở lại cái code của mình của của mình bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi mọi người mới có tiếng mà cảm thấy đói bụng rồi nói xong cái tutorial này không biết là tối lắm không nữa ok chờ tới đi ha ok bây giờ mình cứ để trong test này ha có nghĩa là trong cái tutorial này Tụi không có focus nhiều quá Về Succo Structure Hoặc là cách tổ chức Pay Object hay cái gì à, Nó quá nhiều thứ để cover Đây tụi chỉ muốn focus là Mọi người phải hiểu rõ cái architecture của nó Và mình bắt đầu như thế nào Và những cái concept mà Đơn giản nhưng mà quan trọng nhất để mình có thể tiến hành à, Chứ còn nó Succo Structure Tổ chức như thế nào Nó là những cái câu chuyện khác nữa Rất là nhiều thứ để nói mọi người à, Rồi chưa kể mình học xong ví dụ như từ dạy uh, các cái khóa online tới 54 60 tiếng như vậy học xong còn phải cho your project nữa mới làm rồi mình mới gen được cái experience nữa chứ không phải cái đồng phát cái mình có được cái kiến thức liền được đâu ha mình phải cố gắng mình học tập mình improve mình tích góp kinh nghiệm thì nó mới có được cái kiến thức nó tốt được à. bây giờ ở đây mình sẽ tụi sẽ nêu một cái bucket ra nêu bucket trong này tụi để là một cái test đơn giản thôi ở trong cái bất kỳ này, tụi sẽ để một cái cái pha mới đây ha. Tụi sẽ đặt ở đây là driver factory luôn đi ha. Đó. À mình đặt là um, e-commerce test hay cái gì đó uh, simple test đi ha. Simple uh, end to end test. Rồi mình có một cái class này. Bây giờ mình sẽ start hết sức là đơn giản. Keep it simple trước. Thì một cái class ở trong cái Java mà để nó chạy được phải có một cái gì method main. Rồi mình sẽ chạy. Cái này nó chậm quá, nó không xuất được cái này cho mình luôn. Thường đánh hai chữ là nó ra rồi. À, cái này nó ra lâu. Rồi có cái hàm cứ chạy qua cái hàm trước và tính sau. Chưa? Cái này là mình sẽ chạy qua hàm men, keep it simple first. Rồi bây giờ trong cái hàm này mình sẽ làm làm cái gì ở trong cái hàm này. À, đầu tiên, ở đây mình sẽ khai báo một cái design capability giống như là mình đang dùng ở trên inspector tool lúc nãy á. À tắt cái này đi. Được chưa? Mình sẽ khai báo tất cả giống như thế này gồm có cái bucket name rồi mọi thứ. Cho nên mình sẽ khai báo nè, design capability. Được chưa? Design capability design capability. Oh, sorry để tôi để nhỏ nhỏ lại tí nó hơi bị kè giật đi control space bằng new design capability rồi để đây ha cái đầu tiên mình xét đã là mình cứ chỉ định cái automation name trước tức là UI automator tool hay là SCUI test framework ha design capability chấm set à. set capability À, trong trường hợp này mình sẽ dùng bằng cái um, tag luôn của mình cũng được ha, mình sẽ để nó vô automation name. Mình sẽ để cái name của nó vô trong trường hợp này mình sẽ để là uh, UI automator 2. Ok. Rồi mình set ability xong rồi cái gì nữa? Platform. Mình muốn chạy trên cái platform nào? Platform. Được chưa? trong trường hợp này mình muốn chạy trên Android rồi mình sẽ muốn làm gì nữa UDID tức là cái device mà mình muốn test UDID trong trường hợp này tụ sẽ dùng emulator gạch ngang 5554 à, để in ra giá chắc kèo rồi chờ tụ xíu ha ADP devices rồi đây emulator 5554 à tham vi sai chính tả nè. Đó, emulator 5554. Được chưa? Hoặc là tôi sẽ lấy cái real device này luôn cũng được. Đây, oh, sorry. Rồi, real device. Rồi còn hai cái gì quan trọng nữa? Tôi chỉ định cái này á là chỉ định về cái automation name. Platform là gì Android và chạy trên này hai cái gì nữa, tôi muốn launch cái app gì ở trên cái cái phone của tôi chứ. Duplicate thì có cái gì? nó có cái gọi là app package à add package của mình là cái gì à, hồi nãy mình biết cách làm rồi đúng không còn bây giờ sẵn thì mình làm sao copy ở trong này ra luôn đi cho nó nhanh copy để trong này rồi mình sẽ có một cái là app activity à app activity ở đây copy cái này ra cho nó nhanh còn cái cách làm thì mình biết rồi ha mình biết rồi thì bây giờ mình có thì mình copy cho nhanh như mình hỏi developer rồi cái này là căn bản nhất của design capability bây giờ làm sao mình phải xem cái cap, capability capability mình mong muốn này lên trên cái server thì nữa vậy là khi mà mình xem nó lên nó trẻ về lại cho mình một cái gì nó khởi tạo cho mình một cái session và cái session đó phải được nắm giữ ở trong một cái gì đó để mình dùng chứ vậy là mình phải có một cái app driver à mình có một FPM driver cho nên mình nắm giữ trước FPM driver à cái loại của nó thì mình sẽ dùng là mobile element ở đây tôi sẽ đặt là FPM driver luôn rồi để ở đây rồi bây giờ mình sẽ gửi toàn bộ cái design capability này lên cho phía FPM server được chưa cái này là tôi ghi ra cho rõ ha cái này là Declare design cap. À, cái này ghi uh, design error a e. d rồi design cap rồi bắt đầu nè. Send design cap into Appium server đúng không? phải gửi lên cái này tôi muốn làm cái gì? mình sẽ làm sao? ở đây mình sẽ chỉ định ra một cái loại đó là URL đó là cái đường dẫn của cái server của mình là gì? à URL nó đến từ java.net này. mình sẽ đặt ở đây là appium-server-path ha, appium-server-path của mình. trong trường hợp này nó local mình sẽ để là new URL và mình sẽ để cái vé yêu À, Vé chiêu của mình là gì HTTP 2 xịt Ở đây mình sẽ để là Localhost Hoặc là 127.0.0.1 Cũng được ha Rồi port 4723 xịt WD hợp Được chưa Rồi sau đó cái này nó phải cần cái trycast Thường là mình có thể throw ra này cũng được Nhưng mà mình trycast đi ha Mình trycast cái này Rồi mình sẽ try cái này và mình catch một cái exception một cái exception ở trong này à, giả sử lát mình sẽ khởi tạo mọi thứ trong này nhưng mà giả sử có lỗi gì xảy ra ở đây mình sẽ throw ra một cái new runtime exception ở chỗ này tức là mình sẽ in ra cái stack trace trước rồi sẽ mình sẽ báo là gì throw a new uh, runtime exception uh, với một cái lỗi đó là mình sẽ báo là uh, error could not um, create FPM session đó, mình sẽ in ra cái lỗi và mình sẽ throw một cái new runtime exception ở đây thì mình có chỉ định được cái server path của nó rồi đúng không được cái server path của nó được rồi để tôi thử connect ok server path của nó xong thì mình làm gì nữa mình sẽ nói nè fpm driver đó, bằng cái gì nếu trong trường hợp này tôi sẽ để bằng New Android Driver luôn được chưa và đây sẽ để là FPM Server Pack nó cần hai cái thông số ha tức là hãy yêu cầu FPM lên FPM Server này yêu cầu với một cái design capability tức là gì lúc này á mình sẽ gửi lên là new android driver mình gửi toàn bộ cái design capability này lên cái fpm server sau khi mà ông tạo được cái Session, ông trả về cho tôi một cái instance là một cái Appium Server. Được chưa? Và nếu mà ông không làm được cái chuyện này á, thì có lỗi xảy ra ở trong Cache Block. Thì tôi sẽ in ra cái lỗi đó và tôi sẽ báo cái, cái lỗi này tôi không có tạo được cái Appium Server cho ông. À, Appium Session và Return về Appium Driver cho ông. Đó là ý nghĩa ở chỗ này. Bây giờ mình sẽ làm một cái bước nữa đó là mình sẽ add một cái Implicit Way ở này ha. Appium driver tôi sẽ không nói rõ về implicit way hay explicit way nó kỹ như thế nào nhưng mà mình có thể hình dung một cách dễ hiểu nhất là implicit way nó là global way cho cả một cái appium cho cả một cái session trong cái trường hợp là finding element strategy tức là uh, tìm cái element đó mình cho sẽ cho tìm là tối đa bao nhiêu giây còn cái explicit, explicit way là mình sẽ apply trên một cái element gì cụ thể cho một cái chiến lược chờ cụ thể. Trong trường hợp này, best practice, thì một cái như thế này thì mình sẽ cho một cái implicit way. À, thì trên mobile thì cũng cỡ để 15 là maximum thôi. Chứ đừng có để nữa, cái gì mà nó không 15 giây mà không hiển thị thì quá lâu rồi thì cho nó fail luôn đi. cho à, chứ đừng, mình đừng có vì cái chuyện là mình muốn nó pass mà cuối cùng cái performance của cái cái app của mình nó tệ quá thì cũng chả làm được cái gì. Cho nên mình nói là OK, cái này nó timeout. bởi vì 15 giây mà nó tìm chưa được thì OK, cho nó fail đi. Và lúc đó mình sẽ investigate tại sao cái app của mình tại cái bước đó mà nó lâu quá như vậy. À, ở đây mình sẽ để là FPM manage. Tôi sẽ để là timeout, uh, implicit wait. Và ở đây tôi sẽ để là cho 30 cho nó rộng rãi nha. Cái này là để mình để explore thôi, để rộng rãi tí. Time unit. À, mình sẽ chọn là chấm second à, mình sẽ chọn là 30 giây time unit second ok nếu mà xong được cái này á mà mọi thứ không có lỗi thì sau cái dòng này là sao mình đã có một cái Appium driver nó đã trở về giống như một cái session giống như hồi nãy đúng không bây giờ mình thử làm một cái việc đó là mình tìm cái element cái user icon hồi nãy á ở mình tắt rồi à kệ đi mình nhớ là được ha. Tại vì tụi đếm nó thường nhớ luôn. <laughs> Đó là cái User Icon ha. Còn mọi người inspect hồi nãy là thấy rồi đúng không? Và bây giờ mình tìm ha. Giả sử thứ nhất là click. On User Icon. Được chưa? Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ để là Mobile. Mình sẽ tìm cái ha. Nó cái dạng trẻ về là Mobile Element. Mình sẽ để là User Icon Element. Nó sẽ bằng Appium Driver File Element cho tôi là by, à, cái này tôi sẽ dùng mobile by ha, chấm accessibility nó có cái accessibility id để cho là gì user icon nó sẽ trở về một cái dạng là mobile element rồi lấy user element dot click được chưa dot click bây giờ mình sẽ chờ ha mình uh, wait to see result just for fun à, cái này là cái này có nghĩa là gì có nghĩa là mình sẽ dùng thrust chấm slip thì cái này á, mình không có dùng để chờ element nha mà cái này để mình dừng lại mình coi cho vui thôi Từ cái màn hình của đó nó hiển thị hiện tại là cái gì cái này mình try catch cũng được còn cái này nhỏ nhỏ mình cho throw ra ở ngoài cái method luôn đây throw ra ở ngoài này luôn tại vì cái này là cái cuối cùng dùng rồi cho nên mình throw ở đây thì không sợ ở chỗ khác nó phải throw cả một cái dây chuyền nữa cho nên ok cái này nhỏ mình throw ở ngoài đó luôn rồi bây giờ mình chạy mình run cái này hà men lên trước khi mình chạy mình phải tập ở trong đầu nhất là mình mới học mình phải tập trong đầu này đây client side của tôi để chuẩn bị bây giờ mình coi nè coi lại cái mô hình của mình client side của tôi đã chuẩn bị tôi dùng FPM client tôi chuẩn bị send cho ông một cái design capability lên cho ông này nha thì lúc này mình nói là ok FPM server bật lên chưa ta rồi nó đang bật này đang đứng. Bật 4723 đúng không? Đúng. Tôi xem lên xong thì ok, cái phone của tôi định xem lên nó đã connect chưa? Rồi check xem thử cái phone thiệt của mình nó đã connect chưa? Ở đây. Thì nó lock cái màn hình thì đối với Android nó sẽ tự động nó mở ra không có gì ha. Đó. Rồi thử app rồi nó có đã, đã cài đặt chưa? Mọi thứ ok chưa? USB debugging rồi chắc chắn là nó đã uh, enable lúc nãy rồi đúng không? Rồi client ok, appium server ok, phía phone ok, bắt đầu mình mới run đó là mình tập cái logic của mình như vậy. cái thứ nhất là để mình check cho nó đàng hoàng chống những cái lỗi không mong muốn xảy ra. cái thứ hai là mình giúp mình một lần nữa hiểu được cái luồng của nó đi, cho nó rõ ràng ở trong cái đầu của mình. à thì về lâu về dài nó sẽ tốt cho mình. bây giờ mình run cái main method này thôi ha. rồi run. À, mình chưa nói gì tới framework Cứ run hàm em vậy thôi. rồi bây giờ mình mở lên ngay tức khắc. cái này là api server và cái này mình sẽ mở cái màn hình của cái visor xem thử nó xem lên được không ha? Đây mọi người thấy không? Nó đã xem lên được rồi nè. Nhưng mà mở được cái không thì từ từ tính. À. Bây giờ nó xem capability lên. Đó nó lên appium setting của nó lên trước, rồi bắt đầu nó mới sẽ lên cái application under test lên. Đó. Nếu mà có mọi người thấy cái dòng font stop tức là có cái app đó nó đang mở thì nó font stop cái app đó trước, rồi nó bắt đầu nó mở lên nè. rồi nó đang chờ nè không cái màn hình nó đang lót nó vào nô no sách này là mình quá trời nhưng mà đang chờ nè lên có click nè đó qua cái màn hình user chờ 3 giây rồi exit code hiện tại là không và cái này nó trả về 200 mọi thứ ok thiên hạ thái bình mình chưa cái app verification gì hết nhưng mà ít nhất mình đã setup được là từ gì phía code của mình đã connect sang được cái app under test và mình chỉ mất add một cái dependency rất là đơn giản just one device you see cho nên là Keep it simple. Start small first. Ok, và hiểu rõ được cái luồng của nó. Đó chính là những cái keyword mà khi mình mới bắt đầu với không những mobile automation test mà cái gì mình mới bắt đầu với technical mình phải làm như vậy. Thì về lâu về dài nó sẽ tốt cho mình. đó Rồi, vậy là so far mình đã đi được tới tới đâu rồi? Mình nói đã xong được cái design capability rồi. Bây giờ mình sẽ nói tới cái phần simple inspect. Cái này là À, ok rồi ha nhưng mà lát mình sẽ inspect thêm mình chưa có nói tới end to end flow ha bây giờ mình sẽ nói tới simple driver factory à, bây giờ mình sẽ làm một cái rất là đơn giản thôi mình sẽ nói là ok mình sẽ tạo ra một cái hàm để mình gọi là get android driver đó nó sẽ trả về cho mình một cái gì đó mình sẽ làm simple thôi nó không phải là real driver factory mà các cái dự án thực đang làm nhưng bây giờ ở cái level này beginner thì mình chỉ cần làm một cái này để mình dùng à, bây giờ tại sao mình cần làm cái đó mình phải đặt câu hỏi chứ giả sử ở chỗ khác một cái bài thất khác tôi cần một cái FPM driver chẳng lẽ tôi lại copy toàn bộ những thùng code này tôi bỏ qua đó rồi sau này có cái gì thay đổi sao thay đổi thay đổi sắp mặt luôn á à, thay đổi cái gì quá trời cho nên mình cần gom cái này lại về một cái nơi nào đó và mình mình cần cái là mình gọi nó ra mình dùng cho nên ở đây á, tôi sẽ để một cái Uh, tạo một cái package mới tuy là nó không có chỉnh chu nhưng mà cũng tạo ra cái đàn hoàn ha driver để handle về cái chuyện driver factory tạo ra new java class driver factory is <laughs> enter ok thì ở trong này tụi sẽ tạo ra một cái static class luôn nó tạo ra một cái static class tức là một cái uh, sorry một cái static method tức là một cái uh, class method ra luôn để sẽ là public à, trở về là public static để gọi trực tiếp từ class chứ không có qua instance của nó cho nó gọn Trả về một FM server đối với cái loại mobile element ở đây tôi sẽ đặt là gì Z Android driver rõ nghĩa luôn vậy thôi chưa nói cái chuyện gì cover iOS Android hay như thế nào cứ trở về cho mình một cái này ở này giả sử là mình nói là ok uh, string UD uh, ID Ok mình có thể mình lợi dụng cái thằng này mình start một cái section cho nhiều cái device UD ID khác nhau đúng không Bây giờ thì mình làm gì copy toàn bộ cái này qua nè copy copy tới đây nè để qua đây xong rồi hạ hồi phân giải cứ để qua đây cái này rồi bây giờ sau cuối của mình phải return cái này vậy là nếu mà cái cách block của mình á này cái cache block của mình ở đây nó không xuất hiện thì mình cuối cùng sao mình return được cái apiom driver còn nếu mà mình khởi tạo cái này nó không thành công thì nó sẽ throw ra một cái new error vậy thôi ha thì mình sẽ thấy nó throw ra new error và nó sẽ không return cái new cho mình trong return new pointer exception hay cái gì đó à, ở đây mình thay đổi gì bằng cái UDID của mình vô À, UDID do user cung cấp ở ngoài vô Đơn giản như thế thôi Còn thật ra những cái app package Những cái thứ liên quan tới design capability Nó còn nhiều cái để mình nói lắm Nhất là khi mà mình test um, Trong các cái dự án rồi Trên nhiều cái device Rồi test từ ranking Nhiều thứ đã nói lắm mọi người Chứ không phải là chỉ có đơn giản như thế này đâu Nhưng mà keep it simple first à, Bây giờ mình sẽ reduce cái này review cái này Ở cái nào Ở cái test này của mình Được chưa Mình sẽ nói là Ok xóa hết nè xóa đâu xóa từ này nè xóa tới đây luôn đây bằng cái gì bằng driver factory get android driver cho tôi với cái UDID gì ok copy UDID hồi nãy ra copy để chỗ đây đó, get một cái android driver cho tôi đó, thấy gọn không xong đó, à, còn thì gọn nhưng mà cũng phải chạy lại cho nó chắc kèo đó. bây giờ mình thấy không cứ yêu cầu ra thì mình giác cái này ra cần gì thay đổi thì vô đây thay đổi nó còn gàng hơn ha rồi bây giờ mình run lại cho chắc kèo làm sao client code ok server up chưa server up device connect chưa add devices enter connect rồi ok rồi run rồi bật cái fbm server lên để coi cái logs bật cái này lên để nhìn cái màn hình rồi send capability rồi mình sẽ nhìn vào này xem thử Ok. <laughs> cái này nó nó lên lên cái nãy là để nó tắt ha. Nó tắt xong rồi bắt đầu nó sẽ relaunch này. Đây bây giờ mới chính thức nó bắt đầu nó test nè. Đó nó vẫn tạo được session ok ha. Nó properly vô bên trong nó work ha. Okay. Rồi nó click trên user chờ 3 giây rồi. Xong. So. Rồi ok ha đấy vậy là mình đã tạo được một cái simple driver factory tức là ở đây chỉ mình gọi chính xác là là get android driver thôi đơn giản là vậy chưa có gì à, chưa chưa phải là cái final one à, Cái này mình expand lên thì nó còn phức tạp hơn một tí nữa cái đó thì tự mọi người thì cái phần mà web net tụi sẽ xem mọi người là mình cần học cái gì thêm ha rồi bây giờ mình sẽ làm một cái end to end follow thử đi À, mình làm một cái end end-to-end follow ở trên Android hết luôn. Xong cái lát làm gì? Mình làm một cái đó là mình adjust một tí. Là mình chạy lên trên iOS. Xem thử nó có chạy được hay không. Và mình sẽ thấy cái lợi ích của cái việc utilize cái vé value. Mà nếu mà bên đội dev họ support mình. Thì mình sẽ rất, rất 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 nhiều time luôn. À, cực kỳ nhiều time ha. Bây giờ mình sẽ chạy ở trên um, Android trước ha tức là mình sẽ test trên Android xem thử là như thế nào Rồi ở đây mình sẽ uh, làm một cái end-to-end -end flow nhỏ thôi đó là đầu tiên mình sẽ login à Bây giờ mình nói trước ha Mình sẽ login uh, Thì hiện tại á thì mọi người có thể register một cái email ở đây à, Thì tụi chưa có strictly cái email gì hết ở đây á Tại vì cái app này test mà thì anh em cũng không chắc là không phá gì đâu Cho nên là mọi người cứ đăng ký Nhấn register nè Rồi đăng ký Email nó chưa strictly là email đó có thiệt hay không Cho nên cứ đăng ký Nhưng mọi người cũng đừng có kiểu giống như là Vô cứ input chào lao Tôi thấy ở dưới DB á Chắc cũng gần trăm cái Không biết ai input Trời ơi input quá trời nhiều cái register user này luôn Mà nó Nó Kiểu giống như là nhấp chơi cho vui Rồi điền cào lao cho Rồi cũng có một vài từ nó không được hay lắm Mọi người cũng không hiểu ý đồ là như thế nào Nhưng mà mọi người nhớ là cái app này Thì tụ develop ra Để cho cộng đồng mọi người Mình chung chung với nhau để mình học thôi Chứ không có cái mục đích gì khác Cho nên khi mình register vô thì mình Tuy là cái email nó không thiệt Nhưng mình cũng cố gắng đăng ký đàng hoàng Đừng có để những cái từ nó không hay vô quá à, Còn ví dụ app nó có bớt gì thì góp ý cho tụ ha thì tụi sẽ fix cho mọi người ha. thì mình đăng ký thì trong này á, mình không đăng ký thì có mình có back to login Tụ có sẵn một cái rồi đó chính là à, tèo ha à, tèo à, something.com password từ 1 tới 8 à, quá dễ luôn và <laughs> 4 5 6 7 8 cho mọi người đăng ký quá ấy cái bắt đầu tụi phải xuống db tụi ngồi tụi, tụi gỡ ra mấy cái đó quá trời luôn đó thì khi bây giờ mình sẽ lock in cho đây và mình làm gì mình vô trong này mình sẽ random select một trong hai cái này à, ví dụ nó sẽ randomly select một trong hai cái rồi mình sẽ in ra xem thử là có các cái thông số trong này không rồi xem thử lấy giá của nó ra bao nhiêu có lấy được giá ra không rồi mình add to cart ở đây rồi mình go to cart rồi ở đây mình làm gì mình sẽ check cao à tức là mình lấy giá trong này ra nữa rồi mình sẽ check cao chắc cao thì mình làm gì? Mình điền thì chỉ ship in payment rồi confirm. Đó, rồi xem thử mình in ra được mấy cái confirm information ở trong này không. Tức là mình sẽ làm từng bước từng bước từng bước giống như vậy. À, xem thử nó ok không ha, đó là cái cách mà mình làm. Thì cái này là cái một cái end to end flow khá là đơn giản, nhưng mà mình sẽ làm để cho mình, mình biết cách mình làm luôn. ha. À. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái app của mình ha. Đầu tiên mình sẽ nói vô là ok. À, rồi click rồi user icon. ở đây mình sẽ nói là login login into the app vậy đây ha cái này mình cứ để là mình chờ 3 giờ mình coi cho vui thôi thì em rồi bây giờ login ở đây ha thì ở đây tôi sẽ không share mọi người về pay uh, object model hay là cái gì ha những cái phần đó thì mình có thể tìm hiểu thêm tôi có nghĩa tôi sẽ viết từ trên xuống dưới không có pay object model gì hết cho nên mọi người có thấy cái này hoặc là thấy ở chỗ nào pay object model thì đừng có nghĩ là uh, mình không biết cái đó ha nhưng mà tại vì là ở trong giới hạn của tutorial này thì mình không xem tại vì không phải pay object model nó chỉ đơn giản là à, tạo ra thế này rồi đưa interaction method nó còn rất là nhiều thứ ở trong đó và mobile và web nó lại có những cái cách handle khác nhau cho nên là để nói về cái đó thì nó tốn cũng nhiều thời gian ha rồi bây giờ ở trong này mình sẽ lấy ra từng element ở trong này ha đầu tiên mình click lên cái user icon rồi mình sẽ lấy ra cái gì bây giờ mình sẽ ghi code giả trước ha tức là ở trên này tụi sẽ sai out ra đi ở đây thì mình cần email chi nữa rồi mình cần gì password và mình cần cái cái login button đúng không mình click lên cái login button rồi mình sẽ uh, login vô được cái app của mình à cho nên ở đây mình đã có mình click này rồi bây giờ mình sẽ làm gì mình sẽ để một cái là uh, mobile element again thì cái này mình sẽ để là user cái này là email uh, email input đi ha email input element à mình cứ để như thế này Lát mình sẽ làm mình sẽ để giá trị như sau rồi password uh, password input element password input element rồi uh, chỗ này sẽ là login button element ha login button element rồi bây giờ cái này mình làm gì lấy ép nó sẽ bằng ép driver chấm file element y chang cái này nè à, tôi copy cho nó nha ha copy cái này để xuống rồi ở đây là app driver file element accessibility ID rồi bây giờ mình inspect cái app lại ha start session À, này là mình inspect trên emulator rồi. Rồi bây giờ mình làm một cái màn hình đó là mình lên cái click file user đúng không? Rồi mình refresh nó sẽ lấy cái màn hình ở bên này để mình inspect, refresh cái nữa. Rồi ở đây nó sẽ có mình click vô. mình sẽ thấy là OK, accessibility ID này là email input. Rồi ở đây mình sẽ để là email input. Rồi ở đây mình sẽ để lại ha. Email input thì properly là không phải properly mà tụi biết chắc luôn. <laughs> Tại vì là cái kia là cái password input ha. Rồi, thì mọi người quay lại cái inspect này thì mọi người sẽ thấy ha. À, cái trường thứ hai này là password input này. Được chưa? Và cái này là cái login button. Đây, login button. À, tại vì tụ đặt những cái này cho nên tụ nhớ à. rồi copy cái này ra <laughs> login button rồi mình sẽ làm gì mình lấy ra được ba cái này rồi mình sẽ làm gì lấy email input element chấm send key được chưa khi mà gửi tới gì là mình sẽ gửi gì tèo a something com đó mình send key để gửi tới cái field đó sau đó mình sẽ lấy gì password input element mình sẽ gửi từ 1 đến 8 ha 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi mình sẽ làm gì login pattern element mình chấm click rồi xong cái mình chờ xem thử tới đây ha mình làm thử tới bước này xem thử ok hay không nè control r rerun bật fpm server lên để nhìn bật cái device của mình lên để nhìn thì nó sẽ launch lên một cái xong bắt đầu nó sẽ tắt cái app đó rồi nó sẽ relaunch lại cái app ha đó là cái behavior của nó nhìn thứ hai. Rồi nó sẽ launch lên, click lên user. Rồi nó sẽ input nè, use name password click unlock in, ổn ha mọi người ha, ờ, khá ổn. Rồi nó đã uh, login được vô trong này rồi thì bước tiếp theo là gì? Mình sẽ click lên lại home, đúng không? Mình click lên home icon, rồi right. cái này ha mình sẽ inspect lại ha ở đây mình có sẵn luôn mình để luôn ha. Đây. Uh, mọi người nhớ ha sau mà sau khi mà cái cái appium server này nó connect với cái test này của mình á, mình sẽ tắt cái inspector đi mình refresh lại chứ không là nó không có lấy được cái mới đâu ha. Rồi. Cái này là cái máy máy thiệt, còn cái mà máy mà mình inspect là cái máy ảo này nè. Hai cái ha. Rồi bây giờ mình refresh cái. Rồi mình sẽ click lại trên cái home icon này. Được chưa? Home icon. Để làm gì? Mình ra lại cái màn hình này để mình chọn chứ. Được chưa? Home icon này thì ở trên này mình sẽ có Home Icon ha. Mình nhớ cái này là Home Icon ha. Rồi ở trên này của mình á. Mình sẽ có những cái uh, tụ đặt ở đây là Product Item thì phải. Kéo này lên tí ha. Cho nó dễ inspect, refresh. Cái này nè. Tụ đặt là Product Item nè. Vậy là mình có Home icon và mình có một list của những cái product icon, ai à, item trên này. À, bây giờ mình sẽ lấy randomly một thằng nào đó để mình click, đúng không? Bây giờ mình xuống code của mình nè, mình kia bước tiếp theo của mình, mình login xong rồi chứ nữa. Rồi login into the app, rồi cái này tôi sẽ để chính xác chính vô dài luôn ha. Rồi cái bước thứ hai mình sẽ làm gì? Uh, go back to the home. À. Rồi, cái hôm này thì tụi sẽ làm thẳng luôn tìm một cái thằng element sau đó click được chưa rồi mình sẽ để làm gì tìm cái thằng home icon home icon sau đó mình click this enter sau đó mình làm gì randomly select an I Um, a product item đúng không? Vậy là đây á mình sẽ thấy là nó có hai cái đều là product item bây giờ mình tìm à bây giờ cái cách mà mình tìm như thế nào search for element chọn cái strategy accessibility id lúc chỗ này mình search này nó ra hai cái này mình tap một trong hai cái này được chưa bây giờ mình dùng tap này nó sẽ giúp mình nó tap ở chỗ này luôn đây nó sẽ tap đó nó giống như nó đi control cái này luôn và nó refresh mới được chưa mình run cái này mình quay ngược lại ở trên cái device mình refresh cái này ở trên inspector để nó lấy lại đó cái cách mình file xem thử nó có đúng hay không ha, cái đó tôi gọi là product item và cái này nó là một cái list ha cho nên nó sẽ trở về là list của những cái mobile element tôi sẽ gọi là product uh, items product item element bằng fpm driver chấm file element có s ha nó khác ở trên ha với cái strategy là mobile chấm accessibility id this is the value nó sẽ lấy ra một list bây giờ mình sẽ lấy random một cái product item để mình click uh, randomly một cái gì đó cũng được mình sẽ lấy ra một cái thì mình sẽ lấy là lấy ra nó sẽ là thành một cái mobile element mình sẽ gọi là random uh, product item nó sẽ bằng product item elements cái này là một cái list cho nên mình sẽ dùng hàm guess và mình guess theo index index này mình sẽ lấy là new school random net in uh, net in và ở trong này á mình sẽ để vô cái size của cái list này Đó, làm cái powdery chấm size mọi người có thể lấy chết không kết một gì cũng được ha còn cái này tôi muốn cho nó randomly cái lúc nó lấy chết không cái lúc nó chết một Get không mấy lần chết một mấy lần đó là tùy nó ha đây là random product item rồi làm chi nữa tôi sẽ click lên cái đó à, sau khi nó lấy được random mình click cái rồi bây giờ mình xem thử nó làm được tới bước này hay chưa ha rồi mình rerun rồi appium server up rồi đúng không click rerun để appium server logs lên để cái real device lên ở đây xem thử nó chạy như thế nào Rồi bắt đầu nó terminate cái, cái app session cũ đúng không? Bây giờ nó sẽ mở một cái session mới lên. Rồi bây giờ làm gì? Login trước rồi back lại homepage. Rồi thử nó làm được không ha? Rồi login. Rồi nó click on home icon. Rồi nó randomly pick up một cái. Đó. Vậy là nó click được randomly pick up một cái. Chờ 3 giây. Sau đó nó tắt. Ok. Vậy là ra được cái màn hình này rồi ha Rồi tới cái màn hình này Mình dừng lại ở chỗ này mình sẽ nói một cái Ở trên Android và khác với iOS một tí Trên Android ví dụ nha Khi mà nó hiển thị trên màn hình này nè Mọi người thấy không? Nó mờ 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 ở trên này nè Ở dưới này không thấy Thì dù cái select cho value của mình đúng Thì nó cũng không có tìm thấy được ở dưới này Cho nên mình phải kéo lên Được chưa? Mình sẽ phải kéo lên ở trên này Rồi mình mới access những cái ở trong này Được chưa? Bây giờ mình sẽ lấy cái select cho value trước Ở trên này đã rồi mình sẽ nói cái việc mà mình handle mình lấy ra như thế nào Mình swipe up là như thế nào Được chưa Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra mình sẽ cần Bây giờ mình inspect trước ha Rồi tắt cái thờ, cái session cũ đi Start session mới lên của cái inspector Cho này nó launch lên Rồi mình chịu khó mình login lại tí ha À chưa cần login đâu à, Bây giờ mình click thẳng lên cái thằng này luôn Rồi bây giờ mình refresh để nó lấy cái mới lấy được cái này ha. Bây giờ mình kéo cái màn hình lên tí rồi mình refresh lại để mình lấy cái thông tin ha. Bây giờ ha, mình có thể nếu mà kỹ thì mình có thể verify những cái này. Còn ở đây mình sẽ lấy từng cái một ở đây chủ yếu ở chỗ này nè Ở đây á, thì tụ đặt nó là product brand, được kia product brand. Ờ, cái tên là gì? Cái này á là product name. Thật ra cái này nó bị ngược này ha cái này mới là product name còn cái này là giống như là category thì nó đúng không nè à? nhưng mà tụ đặt được nhưng mà nói chung là mình mình hiểu thôi ha nhưng mà ví dụ mình nói developer nó ok em lấy được rồi nhưng mà cái tên này anh đặt nó hơi ngộ quá mà không sao mình lấy được là được ha họ cho mình cái accessibility id là mình mình mừng hấm rồi ha. rồi ở này là tụ đặt của nó là product availability uh, product availability bị liệu rồi tự đọc lại nha product availability ha, ok rồi cái này á là product description. Rồi làm có 1 2 3 4 cái nha, ngon rồi đó. Rồi cái này là product price. Mà hiện tại nó là cái kiểu tag mà nó còn có cái chữ dấu đô la nữa. lát mình sẽ xử lý cái thằng này sau ha. Và mình có một cái cart button. Rồi ngon ha. Bây giờ mục đích của mình là mình tới đây mình in ra hết toàn bộ những cái giá trị này, chưa nói verification gì hết. Ha. Và mình click được cái này đã. Cho đó là cái mục đích của mình. Còn cái verification á, like mình sẽ back ngược lại mình nói cái này. Bây giờ mình sẽ lấy từng cái một ra ha. Ở màn hình này mình lấy gì? Uh, cái product brands và product name. Uh, product brand, product name. Ok, mình sẽ quay lại cái màn hình code của mình. Ở đây randomly click rồi đúng không? Uh, bây giờ mình sẽ là print out the, the item details. Uh, mình sẽ in ra hết toàn bộ cái item details. <laughs> để tôi uống nước nhé mọi người. Cho tôi xíu. Dùng cái custom player này nó không có cái tính năng mà nó bounce lại chứ không nó bounce lại thì cũng khá tiện. Rồi print out the, the item details thì mình sẽ lấy cái uh, quay lại hay chứ không có nhớ ở trong đó đầu tiên là mình lấy cái uh, brand name product brand name copy bỏ xuống ha đây mình lấy cái này cứ copy để xuống đây rồi mình lấy xuống cái tiếp theo là cái gì uh, product name lấy này rồi để xuống rồi mình lấy cái product availability cái này nữa ha mình lấy cái content description nó sẽ chung luôn rồi mình sẽ lấy cái product price rồi mình sẽ lấy cái uh, add to cart button, đây bốn cái mà mình cần lấy đấy ha. bây giờ thì mình có thể declare như thế này hoặc là mình bây giờ mình chỉ cần in ra thôi thì mình cũng có thể là uh, in trực tiếp mà thôi để mình lấy cái này luôn đi ha. mình sẽ lấy đầu tiên là một cái um, mobile application, oh sorry, mobile element, mình sẽ đặt là product brand element bằng apium driver.file element by uh, mobile by nó có kiểu by nữa nhưng mà ở đây mình dùng mobile by ha mobile by chấm uh, accessibility id và mình sẽ đưa vô là uh, product brand ở đây ok yeah. product brand rồi ở đây mình sẽ tiếp theo là gồm có product name sao con À, lấy cái gì cho cho mọi người ha con bé nó, nó hỏi cái này tí giờ đang ở nhà cuối tuần cho nên à, lấy cái gì con hả Chờ tí đi tao đang đi gì tí nha chờ tí rồi product brand uh, product name product availability product price và AutoCAD button Ok cái này sẽ là product name à con lấy cái tải cho em hả? Sorry mọi người, đây tải nó chuột, tải có chưa? OK. Uh, sorry mọi người ha, uh, cái này ha, mình sẽ lấy product name element. rồi, rồi mình sẽ lấy tới product availability element. Lát mình sẽ để cái selector bé lại ở trong này sau ha. rồi mình lấy product price element ở đây mình khờ cái ha sau mình copy cái mình bỏ này luôn cho nó cho nhanh không rồi mình sẽ lấy là cái app to count. button element khờ thật chứ đó đó cho nó nhanh hơn không để cho khỏi mất công làm gì product name có rồi đúng không à, chưa có nè mình có có product brand này, product name này, rồi tới product availability ok là cái này rồi xong rồi delete à, cho nên cái Select the value mà bên đội dev họ support cho mình một cái á thì không những nó unit cho cả iOS và Android mà cái tên nó còn rất là dễ mọi người theo đọc cái selector nó rất là dễ chịu luôn ờ, tiết kiệm bao nhiêu thời gian để mình inspect không cho nên khi mà có cái đội dev và đội đội bên test mà có cái sự hỗ trợ tốt á, mà cái này phải từ ở manager các manager họ hợp bàn á, thì cái việc mà test rồi automation test mọi thứ nó dễ dàng lắm và cái 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 team mình nó đi lên lắm à thế đây mình sẽ làm gì? Up to button element. Bây giờ mình sẽ bắt đầu in ra thôi ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra từng cái ha. Bây giờ ở đây là lấy test ra thì mình sẽ dùng hàm get test tức là product brand element chấm get test rồi mình in ra sout rồi mình sẽ in cái ở trước này là uh, print của nó là gì cộng vô ha rồi đây duplicate thêm một hai ba bốn cái đúng không 1, 2, 3, 4 Friend rồi tới name Thì mình lấy cái này Chờ. Thế vô chỗ này Rồi product availability Availability Đây mình sẽ lấy cái này Mình get test Get test xong làm gì Mình split Mình split bởi cái dấu Dấu hai chấm Vì sao vậy vì sao mình split với dấu hai chấm tại vì cái chỗ này nè, mình muốn lấy ra cái chữ là available hay không thôi mình split với hai chấm xong mình trim đi là nó sẽ ra là available hay không split xong rồi mình sẽ lấy là gì lấy cái số oh, một tức là cái sau á cái phần tử cái sau á rồi bắt đầu mình trim nó đi đó mình lấy cái trim nó đi rồi ở cuối cùng á cái price đúng không price thì mình sẽ để là price này nó sẽ lấy ra tag, à, nó lấy ra cái tag, mà nó còn có cái gì nữa dấu đô la nữa cho nên mình sẽ để gì replace chỉ có một cái dấu đô la thôi cho nên mình replace cái đô la này thành cái gì thành không có gì tức là remove nó đi xong rồi trim trim để nó mất cái khoảng trắng đi rồi mình sẽ dùng cái này là số double ha cho nên mình sẽ chuyển nó thành double luôn à. ở đây mình sẽ để double chấm double trong trường hợp mình cần tính toán à, rồi chuyển nó sang số double cái mười mấy đồng chấm mấy sen rồi các kiểu gì đó rồi price rồi bây giờ mình sẽ dùng cái app cart button này mình click xem thử nó navigate được sang cái màn hình tiếp theo cho mình không ha rồi mình chờ vài giờ ở đây chờ 5 giây đi ha chờ 5 giây để mình coi cái kết quả được chưa vậy là sau so pha mình đã làm được cái gì mọi người tới cái này in ra hết được cái này nhưng lát mọi người sẽ thấy khả năng cao là nó bị lỗi nó không bị lỗi là chắc là cũng hơi dị á tại vì á, bình thường nó sẽ không có thấy được mấy cái ở dưới này à, mà cái gì mà nó không thấy ở trên màn hình á đối với android á là nó sẽ bị không tìm thấy no set element cứ để vậy đi ha rồi mình handle sau Rồi mọi người mình cứ để vậy rồi mình handle bây giờ mình sẽ mình sẽ chạy lại ha <laughs> rồi bây giờ mình run cái này mở cái fpm server mở cái này Rồi, nó đang contact lên FBM server. <laughs> oh, sorry, mình mở nhầm cái phone rồi. Đây, đây, rồi, ok, nó click lên home. Hmm. hình như mình làm cái gì nó bị sai đó mọi người chờ xíu ha multiple rule mình mới click lên cái gì hình như cái nó bị uh, out of focus hay cái gì đó nó bị sai à, chờ có thử nó báo cái lỗi của cái gì nha hà hồi phân giải ở này nó báo lỗi trên dòng thứ 31 à tại sao nó đã không click lên cái home này thành công cho nên nó cái list này nó trở về một cái list rỗng cái list rỗng thì nó không thể nào mà lấy ra được một cái random như thế này phải là positive tức là một cái số dương mình không hiểu tại sao cái bây giờ nó không click được có thể là lúc nãy mình click cái gì đó nó làm out of focus tức mình quên á cái action của nó đi mình chạy lại ha hoặc bây giờ rút kinh nghiệm bật lên trước rồi, bây giờ cứ chờ nó terminate cái session cũ đấy ha. Và nó mở lên cái session mới cho mình. Rồi, clean up session cũ á. À, mọi người thấy ở trên cái console log ha. Rồi nó sẽ mở lên cái session mới cho mình. Somehow nó mở cái, um, nó bị no set element, thấy không mọi người, somehow cái lần trước nó bị một cái lỗi gì đó, cái nó bị stop cái phần này luôn, ok, mình stop lại ha, mình sẽ close gap này bằng tay, close on ok, rồi mình run lại. cái app nó bị cái gì hồi nãy nó lên lên cái cái nó tắt à, ok ok thế để có thử lần này sao ok rồi click lên cái user login sau đó click lên home ok rồi lần này nó click lên, click lên thứ hai rồi bây giờ nè đây chính là cái lỗi mà mình expect nó sẽ xảy ra nó sẽ báo no set element à là nó không có thấy mấy cái thằng ở dưới ở dưới này nè nó không có thấy cho nên mình phải kéo lên mình phải swipe up lên thì nó mới được ha đó, cho nên mình phải bây giờ mình phải tiến hành mình swipe up có nghĩa tới màn hình này mình detect ra là ok mình sẽ swipe up thằng này lên cái rồi mình mới tiến hành mình in ấn ra những cái kia à. rồi cứ để cho nó chạy nó theo xong đây xong rồi mình sẽ nói cái phần swipe up <laughs> rồi ở đây bây giờ mình sẽ cần một cái swipe up thì ở đây á có một cái bài rất là detail ở trên cái channel của tụ á mọi người có thể kiếm lại cái bài đó ở đây tôi sẽ copy một cái phần screen handler cũ của tôi đã có thì tôi copy qua tôi giải thích sơ cho mọi người thôi còn details cái cách tính toán cái tọa độ để swipe up lên như thế nào á thì mọi người vô cái channel mọi người kiếm cái play đó lại mọi người xem là sẽ thấy ha nó có vô playlist cái phần mà mobile automation test trên với với java á. đó thì mọi người coi ha thì ở đây uh, mình sẽ dùng một cái hàm square mọi người chờ tôi xíu ha đây à, uh, tôi sẽ copy cái một cái class này qua tôi sẽ để ở trong cái YouTube ha tôi sẽ tạo một cái package mới tên là YouTube ở đây tôi sẽ copy cái class cũ và cái này nó không phải là complete nhưng mà tôi customize lại cho nó simple một tí tức là tôi sẽ tạo ra một cái hàm swipe up thôi và cái strategy rất là đơn giản đó chính là đây mọi người có thể nhìn mọi người cót lại cũng được ha nhưng mà cái chỗ này nó bị đảo ngược cái chỗ này ha do tụi copy từ cái bài bên kia qua à chỗ này tự nhiên nó lại press từ end point đến đi ngược start point thì nó hơi ngược ngược nhưng mà nói chung cái mục đích ở chỗ này nó chỉ làm một cái việc là gì nó để cái con trỏ 50 phần trăm màn hình và nó kéo lên đó cho nó lòi cái này ra thôi thôi cho nên bây giờ mình sẽ gọi ha screen handler swipe up ha, để tôi mở cái này trong trường hợp cho mọi người thấy cái content gì mình cần đánh lại ha đó đánh lại ha tập gõ lại nha mọi người cho nó quen ha và nhớ là lấy mấy cái dimension ra rồi cho nó đúng ha, cái class ha. rồi đây tôi sẽ gọi ra screen handler trước khi mà tôi in những cái này ra nè random product click rồi tới chỗ này ha thì tôi sẽ swipe up lên tôi sẽ gọi screen handler chấm swipe up và đưa vô cái FPM driver cho nó rồi nó sẽ swipe up lên bây giờ mình run again ha xem thử lần này nó swipe up lên thành công thì á nó có in ra được những cái element đó cho mình không? Cái này là cái cũ ha, cái đề đó. Thì mọi người thấy click random hồi nãy nó click omega còn bây giờ random nó lại chọn clean code. Đó là cái cái cách một trong những cái cách mà mình chọn bất kỳ một cái product item nào mình mình check mình test ở trong cái cái product của mình ha chứ không phải lúc nào mình cũng chọn cái. Thì như vậy thì mình cho nó random thôi. À dòng thứ bảy để tôi có thử nó lỗi cái gì đây YouTube screen handler what did do they not exist à, nó bảo không exist uhm... ok run lại đi uhm... có vẻ như nó park stack không đúng Handler Ủa? Nó bảo cái package này Không có tồn tại Để tôi coi screen handler của mình đâu rồi đây swipe up run ok ngộ ha ok bây giờ delete hết luôn xóa lại đi tôi chết quá delete hết luôn đi delete delete ok cho nó lỗi luôn bây giờ tôi sẽ tạo xóa cái thằng này ra luôn xóa cái thằng này ra luôn oh, sorry rồi tạo nhanh một cái utility nè package nè utils ok cho trong này nếu cái là screen handler press enter rồi bây giờ trong này sẽ copy toàn bộ cái ruột có nãy vô sẽ để ở trong này ha. Rồi bây giờ sẽ lấy ra ngoài này screen handler. Không hiểu sao lúc mà nó nó view cái này project project local nó bị vậy. screen handler. Swipe up fpm driver. À để xem ha, đâu có cái gì đâu. YouTube screen handler. Ok, run again ha. Ok. Rồi nó xem được ha. Rồi mình chờ xíu ha. Rồi bây giờ nó sẽ launch lên. Vẫn login lại, click rồi random select bây giờ mình chờ nó swipe lên và nó lấy được cái detail ha. À. Nó somehow là cái lúc mà nó swipe ra nó sẽ chưa có thành công. Tại vì nó chưa có qua cái màn hình này mà nó mình đã gọi swipe rồi thì nó bị cái transition của nó 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 bị bị lỗi, đúng không? Cho nên mình sẽ handle là khi nào mình sẽ lại thấy cái gì thấy cái product price này nè mà nó bắt đầu sao nó hiển thị á thì mình mới làm cái việc là gì mình swipe ok cho nên ở đây mình sẽ dùng explicit way ha web driver wait ở đây mình sẽ để là một cái thực của mình equal new web driver wait à. ở đây mình sẽ để hai cái thông số cái thứ nhất là fdm driver cái thứ hai là mình sẽ để thời gian ví dụ 15 giây à, second ở đây mình sẽ wait à, until quay đến khi nào một cái expected conditions đó là visibility of element uh, located mình sẽ để cái mobile price cái price này ra khi nào mà cái price này nó hiển thị ra hoặc là cái ah tôi nó hiển thị ra cái này cũng được này thì mình sẽ biết là nó đã nằm ở trên màn hình đó rồi mình sẽ chờ đến khi nào cái này nó hiển thị thì mình mới tiến hành swipe còn hồi nãy nó lúc mà nó transition cái màn hình đó mình swipe cái là lập tức nó sẽ bị um, giống như thế nào nhỉ nó bị overlap luôn tức là nó đang chuyển màn hình swipe thì nó không effect à, đó chính là cái lý do ha. Run. Ok, bây giờ chờ xem thử nó có chờ được rồi nó subscribe ha. Rồi home randomly pick up. Bây giờ pick up cái omega. Đó rồi nó kéo này không Nó kéo lên 50 rồi bây giờ nó ra đầy đủ hết cho mình nè. Đó, thấy chưa? Friend omega name natural availability available price 14 đồng, 14.0 nó chuyển sang dạng double cho mình luôn. Đó, vậy là mình đã làm được tới cái bước này. Và có cái chỗ này có một chỗ tricky là mình phải chờ một tí cái này chính là explicit way còn cái mà ở trong cái cái này mình return về cái này chính là implicit way được chưa và cái cách này là cái cách mà mình handle cái chuyện transition cho screen rồi sau so far mình đi được tới đâu rồi mình đi được tới cái màn hình detail này và mình add to cart button rồi đúng không à, nó bị đơ rồi <laughs> nó bị nó bị nó bị đơ cái này rồi ok tôi sẽ lên cái này đi đó bây giờ mình sẽ nhấn lên app to cart button Được chưa? ok Và yeah, cái này mình đã add cho rồi. Rồi ok Bây giờ tới này ha. Tôi sẽ clear đi. Vô home. Rồi. Cái này á mình sẽ tiếp tục để tụi login lại ha mình sẽ inspect trên cái này luôn đây cái này á, nó đang bị đơ cho nên tụi sẽ tắt cái này đi close on rồi sau so pha mình đã add được to cart rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cái bước là gì cái bước check cao đúng không mình sẽ check cao cái uh, cái hàng của mình ra tức là mình sẽ input toàn bộ là uh, phone number, shipping address, rồi mọi thứ vô. À. Uh. <laughs> Rồi, mọi người chờ tụi xíu ha. Rồi, bây giờ mình inspect cái app này lên. Rồi, mình tắt đi mình inspect tiếp lại. Rồi, mình chịu khó mình login bằng tay vô. Mình chọn cái item. Rồi, mình đi tới cái bước... Uh, cái bước mà mình check cao lại ha. Bây giờ login trước đi. Trước khi mình refresh thằng này. Uh, something. com something chấm một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok hôm nó bị cái app này nó bị một cái lỗi về tục của mình hay sao mọi người thấy không nó bị click cái cái nó bung ra sao locking cái cái nó bị bung ra liền không à, cho nên để tụt tụ co lại ha không biết là tụ dép cái chỗ đó nó bị cái gì rồi login chờ nó một tí đi ok bây giờ mình chờ chờ chỗ này nhắn cho cái card thử coi à, nó bị ha không à, cái phone này để tụi restart nó cái ha mình dùng cái phone thiệt đi ha à, nào rồi mình sẽ dùng phone thiệt để mình explore cái đó ha đây tôi sẽ login cho ha rồi rồi có vẻ không phải do cái app mà do cái emulator giống như cái dung lượng của nó nó hơi không có được rứt á cho nên cho cái app này hình như nó hơi ngốn chạy performance nó hơi cao cho nên nó, nó, nó dằn là ok bây giờ mình sẽ làm vô vậy mình ép vô add to cart swipe up rồi coi xong add to cart mình sẽ go to cart đúng không go to cart xong mình làm gì mình sẽ uh, thử mình lấy được những cái này ra tức là những cái thông tin ở trong cái cart này ra nó có đúng hay không đúng không hoặc là mình click check out luôn cũng được cái này mình click check out đi ha mình sẽ go to cart và click on check out button mình ghi xuống cái chỗ này trước rồi bây giờ tới bước này á rồi mình sẽ đến là go to cart and click on check out button được chưa bây giờ mình sẽ inspect để tôi có thử cái thằng kia cái emulator nó lên chưa để tôi inspect ra tôi mở ra cho mọi người rồi start nó lên lại đây nó lên rồi ha bây giờ mình inspect nó lại ha rồi mở inspector này tắt nó đi tiến hành start session. Rồi, bây giờ mình chịu khó, mình login. Login lần này cho mà bung ra nữa thôi chịu luôn á. một hai ba bốn năm sáu bảy tám rồi login đừng dăng ra nữa nha rồi ok và bây giờ mình chọn omega ha rồi click on card button rồi mình sẽ inspect cái nút check out button này ha rồi refresh rồi cái này là check out button được chưa và cái này chắc chắn một điều nó là cái card icon là mọi người inspect ra nó cũng y chang à, tôi nhớ ha vậy là click on card rồi click on check out button được chưa rồi ở đây mình sẽ làm là uh, copy cái thằng này đi, tại vì hai cái bước click này mình chỉ cần click liên tục thôi là được. cái này mình sẽ để là card icon. rồi uh, sau khi mà ở đây là retail, add to cart rồi đúng không? rồi click. rồi mình sẽ làm thêm một cái bước nữa, đó là mình làm gì? mình click on check out button tức là tới cái này luôn mình sẽ click on check out button ở đây check out button rồi mình click thì mình click lên check out button rồi mình làm gì nữa rồi click check out rồi mình ra đây và mình sẽ bắt đầu input là gì phone shipping address 1 sau đó mình sẽ kéo tiếp tục swipe lên y trang hồi nãy đúng không mình input cd và zip code được chưa mình sẽ input cd and zip code ở đây và mình chọn cái quốc gia rồi mình nhấn confirm ha. Và bây giờ mình sẽ uh, cái này lát mình sẽ làm luôn không sao ha. Bây giờ mình tới đây nè. Bước tiếp theo lát nữa mình chạy luôn. Bây giờ mình sẽ input cái ship in address đúng không? Input ship in address. Đó. Bây giờ input ship in address thì mình sẽ inspect ha. Rồi mình refresh lại xem thử. Rồi ở đây mình kéo hơi lố rồi đầu tiên là mình kéo tới đây rồi lúc lát nữa mình sẽ dùng cái swipe up á mình swipe lên cái được chưa? ở đây là cái phone của mình thì ở đây mình có cái là phone number này được chưa copy xuống uh, phone number rồi tới tiếp theo là cái gì uh, Shipping address một copy xuống Rồi. Shipping Address 2. Copy xuống. Điền đầy đủ hết luôn. Rồi. Tiếp theo là CD. À. CD. Copy xuống. Rồi. Bây giờ mình spy up lên. Zip code ha. Refresh. Zip code. Cái này là shipping zip code. À. Đó test mà hỗ trợ cơ này là quá ngon trong trường hợp này mình tự mình làm mình test <laughs> cho nên là mình phải hỗ trợ mình ha đó rồi bây giờ tới cái chỗ mà cái drop down này nè mình phải click nó học chỗ này chỗ này á thì tụi chưa có đặt gì hết cho nó cho nên um, chỗ này nó hơi tricky một tí là trên iOS và Android nó sẽ khác nhau à, nó sẽ khác nhau một tí ở trên cái chỗ này um, chụp yep. chỗ này nó hơi khác nhau chỗ này, ồ uh, oh, chỗ này tôi nhớ tôi đặt rồi mà ta, ở à đây select country trigger, ok, nhưng mà nó có khác khác ở trên thằng ios một tí theo tôi nhớ, tại vì không phải cái gì nó cũng dính, chúng một trăm phần trăm, lát tới ios á, mình sẽ nói sau ha, select country trigger, rồi mình sẽ làm gì nữa sau khi mà select cái country trigger này xong á, mình sẽ uh, sang tới một cái quốc gia tức là ở đây mình click lên thử ha click phát up oh, sorry mình click ở đây nè rồi nó mở lên một cái màn hình này cho mình được cho nó mở một cái màn hình này cho mình thì trong trường hợp này á mình sẽ làm đơn giản thôi thì mình chọn cái uh, nước nào ở trên này ví dụ như là uh, Angola đi. mình chọn cái nước này để mình test đi nhưng mà thật ra cái logic của mình thì ở cái phần trước mình biết rồi đúng không Bây giờ mình chọn United States thì chuyện gì nó sẽ xảy ra nó bảo là no such elements why tại vì cái United State country này nằm ở phía dưới này nè cho nên phải mình phải có một cái logic là gì check xem cái thằng này không có thì sao swipe up check thử có chưa swipe up có chưa swipe up và mình cho swipe up đến khi nào mà gì mình thấy cái chữ gì cái nước mà cuối cùng á mà vẫn không có cái nước đó, đó. thì mình sẽ sẽ bảo là no such elements còn bây giờ mình keep it symbol ha tại vì những cái logic đó có rất là nhiều cái để nói à, nhưng mà tụi nói sơ nếu mọi người thích làm thì mọi người làm đó logic của nó đó Vô đây chắc cái không có thì sao có cái hàm swipe up rồi đó swipe up à, và mình sẽ chắc ra được chưa thì ở đây mình sẽ chọn cái Agu... gì Angola này đây không biết cái nước này là nước gì luôn á chọn đại một cái gì đó ha rồi thì cái cách này thì chắc là mình phải dùng expect rồi cái này tụi không có customize bất kỳ một cái gì hết thì ở đây nó có một cái là cái test này là Angola cái này mình sẽ chọn là à, mình sẽ dùng expect ha mình sẽ dùng related expect tức là đi bất kỳ tới tất kỳ cái task nào thì không biết mà ở đó nó có một cái test ha à, Stack bằng cái này anh cô là short rồi nó ra cái này mình mình test thử một cái ha mình test thử một cái ở trên này mình tháp nó nè xem thử nó có chọn được không đó, nó chọn được Angola này, Đó. Cho nên cái selector này của mình là ok ha, chọn cái này. Vậy là mình copy để sẵn xuống dưới này luôn. Mấy thằng này là file accessibility chỉ có cái thằng này là expect, được chưa? Rồi sau đó mình làm gì nữa, um, mình click on confirm button, ok. Cái này là tôi nhớ tôi đặt là confirm button thì phải. Uh, yeah, confirm shipping confirm shipping form button hoặc oh, đặt ngộ vậy ok <laughs> lấy xuống đi ha <laughs> rồi bây giờ mình sẽ lấy ra toàn bộ những cái này và bắt đầu mình sẽ uh, Send xem shipping address 1, shipping address 2 and so on Đó, mình select hết toàn bộ cái này ha à. rồi bây giờ input shipping address này bây giờ mình sẽ lấy tất cả ra mobile element um, font number element bằng FPM driver nó đơ nó không xuất sắc kịp luôn file element mobile file chấm accessibility id được cái này vô right. duplicate làm phone number đúng không address một address hai zip city zip code rồi select country mình click đăng cái rồi tới cái tag của country rồi tới cái button ok rồi shipping address 1. thì copy đây đây copy này đây rồi tới shipping address 2 thì copy tại đây copy tại đây tới shipping city mình copy mình để đây rồi select rồi đây rồi shipping zip code copy tại đây rồi vào cái giá trị bên này À, rồi tới Select country trigger Mình để đây Tức là cái drop down Thực ra đặt cái drop down nó hay hơn Nhưng mà sẵn thì đặt theo cái element luôn Rồi tới này ha Ông này đó chính là cái Country name element Country name element Ở chỗ này không phải là SSP Mà nó là expect à, Để cái giá trị vô và nó tự nó escape cho mình Ha à. Rồi cuối cùng là phone number element. Đâu? No. Cuối cùng là confirm shipping form button. Tức là confirm button number ha. Confirm shipping button element. Nó bằng cái này. Rồi. delete cái dòng này đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tương tác sau khi mình lấy ra ha. Mình sẽ để phone và nhớ ở giữa khoảng cỡ tới address số 2. Bắt đầu mình sẽ swipe up lên ha mình sẽ để phone number 11 chấm send key mình sẽ send key ví dụ như là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín con số 9 đi ha rồi mình sẽ tới shipping express một mình sẽ điền đơn giản thôi mình sẽ để là send key ở đây mình sẽ để là address một à, shipping address 2 mình sẽ để là address hai thì nó đơn giản ha rồi city thì mình để city thôi city chấm sen City rồi tới zip code ha zip code element chấm sen kỷ. à, mình để nó ví dụ 999 ha à. rồi tới select country trigger element mình click nó một cái để nó bung ra được chưa sau đó mình sẽ đến country name element trong trường hợp này mình sẽ chọn là Angola luôn mình chọn cứng như vậy luôn đó, mình mục đích của mình ở đây là mình explore full cái flow rồi mình ví dụ mình có một cái method gì đó xem pay object hoặc các kiểu thì mọi người tách ra làm sao nhận vô một cái country name rồi cái logic fly up như thế nào mọi người thêm vô ha thì ở đây mình sẽ click luôn sau đó là gì confirm shipping button element chấm click để confirm đúng không rồi bây giờ nè mình in khoảng cỡ address cỡ cái nào nó tràn màn hình để mình coi thử ha Uh, vô cái card này mình chắc cao này nó khoảng cỡ tới address 2 là nó tràn cái màn hình rồi à, cho nên là mình sẽ để là uh, screen handler chấm swipe up mình dùm cho mình à, swipe up xong rồi ví dụ nó swipe up lên này Điền city zip code rồi các kiểu vô À, thì chắc là ok swipe up một lần rồi được rồi bây giờ mình run tới này xem thử nó ok không nha run fpm server clocked cái này là màn hình rồi xem thử tới shipping à, này là ok thì mình cũng gần gần hết một cái flow rồi tắt session cũ rồi login pick up một cái product rồi nó in ra cái detail xong rồi nó add to cart go to cart add rồi swipe up này xong là add rồi nó click on cart icon này rồi click on check out này rồi nó input shipping này à, nó bảo là no such element à, Coi thử ở trong code mình đi tới đâu rồi nè check card button này file element là phone number một trong những thằng này có một cái thằng nào đó nó nâu no sức element ô oh, yeah. mình dạy khờ quá mọi người ơi sorry mọi người nha để nó chạy đi nhưng mà nó chạy nó sẽ chắc chắn fail và mình biết cái chỗ nào luôn đó là những cái này nè ví dụ như là những cái này nó chưa hiển thị ra nè mà mình chưa gì mình để mua bộ element tìm thì nó đâu có thằng này nó phải click rồi mới tìm chứ cho nên mình sẽ move cái này xuống ha bây giờ mình move scope cứ ví dụ giờ đầu tiên mình tìm được thằng nào mình input rồi mình mình swipe up rồi ok mình cắt vàng này lên Nhầm ha tới này bỏ xuống cái đèn cái rồi xong một cái đúng không mình swipe up lên rồi mình mới tìm tiếp những cái thằng này nè đó rồi cái select sau khi mà mình tìm được cái thằng này rồi mình click một cái mình click là click ở ngay chỗ này nè tức là cái country trigger này mình click ở trên này. Đó. Uh. đây, mình click thì nó mới ra cái này. Shipping city ở trên này á, thì với lại cái ship có thì mình để thế này. Đấy, ba đòn ha. Thì nó bây giờ mình input hết rồi input city rồi mình swipe up lên cái đó, xong bắt đầu input city với lại zip code sau đó gì mình click lên cái drop down và cái chọn country á xong nó mới hiện ra cái này cho mình được rồi mình mới chọn được ha đó rồi bây giờ mình sẽ để lên cho nó chạy lại ha rồi nó đang tạo một cái session mới cho mình <laughs> đó input for ha, address một address hai rồi nó swipe up lên là input city zip code và yeah, mình kéo nó ít quá mọi người theo mình kéo nó ít quá mình cho nó kéo lên tí nữa đi ha sau khi nó input cái zip code mình kéo lên tí nữa à cái zip code này bây giờ mình copy cái này mình cho nó uh, swipe up lên tí nữa à, mình tiết kiệm quá mình swipe up có chút xíu à đáng lẽ swipe up lên tí nữa ha rồi thì properly lần này nó sẽ sẽ fail được chưa sẽ cứ để cho cái session này nó ok đi đó, cho nó fail xong cái mình chạy lại tí và mình swipe up lên một chút xíu này nữa là ngon à, swipe up lên một lần này nữa thì nó sẽ thành hai cái này ok mình chịu có mình chạy lại tí ha nó cũng không có tốn thời gian lắm đó là mình <laughs> làm cái payment rồi mình còn confirm nữa là xong đó. là được cái một end to end follow rồi mình sẽ nói sang cái simulator rồi mình xem thử mình chạy cùng lúc ba uh, cái device không phải parallel ha mình chạy trên ba ba cái device. Tại vì nói tới parallel là nó mà là một cái ngữ cảnh khác và nó cần một vài cái kiến thức rất là đặc biệt trước khi mình chạy parallel ở trên nhiều cái device. Uh, Tôi sẽ không có share ở trong cái tutorial này. Tại cái goal mình bám cái goal của từng cái tutorial ha, mình deliver cho nó đúng cái đó. Ha. Rồi home lần này nó lấy uh, clean code rồi intra add to card, rồi nó go to cart nè check out. rồi nó input phone 1, 2, swipe up lên tí, input city zip code swipe lên cái ổn ha click rồi nó sẽ chọn cái nào tên là Angola click cái country sau đó nó tìm test bằng Angola không thấy Angola à, chờ xíu ha thử nó báo sai ở cái đoạn nào ha nhưng mà nó mình đã thấy nè ở trên dòng 71 nè nó được rồi nè sau đó mình click nè click được rồi bây giờ appium file elements mobile expect bằng cái Angola này Angola đúng không Angola báo lỗi sai ở trên dòng 74 à đây 74 Tư. country name, oh yeah biết sao rồi, mình giải khờ nó tìm ra rồi ha nhưng mà mình quên click, thì nó không có quay lại cái màn hình confirm thì được cho nên nó không có click được, ok ráng chạy lại lần nữa ha, à, thì mọi người đừng có giận ha, mình chạy thì chắc chắn nó sẽ không có smoothly được 100% được liền, thì mình phải coi thử nó đúng sai chỗ nào thì mình chết rồi cái lần này nữa thì chắc kèo là được luôn á đó là lý do tại sao mình còn cái pay object ra. một trong những cái nha thì mình gọi từ cái pay ra thì nó rõ nghĩa hơn từng bước từng bước còn bây giờ mình dùng hết như thế này thì nó không có good lắm thì mọi người nhớ là tự học thì sau cái bài này nhớ tìm hiểu về cái pay object nha mọi người à, cái đó nó cũng không khó thì mình hiểu được những cái này rồi mình tắt cái pay object rồi như thế nào các kiểu à. rồi hết chưa rồi đó, rồi bây giờ nó chọn Angola, nó click cái, rồi nó click confirm, rồi ngon, ngon ha. rồi bây giờ tới màn hình payment, mình chọn cái cash on delivery đi, rồi mình nhấn confirm, rồi mình ra confirm, ok, mình rất là close cho tới cái phần cuối rồi đó. mình chưa nói verification, thì những cái đó mọi người có thể put cho được thì mình lấy ra được thì mình verify được thôi, mình chưa nói ở đây ha. bây giờ tới cái màn hình confirm, ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ chịu khó mình inspect cái này lại tí. Rồi, start session. và trong khi nó start session ở dưới này thì mình ghi trước ha. Bây giờ mình sẽ chọn là select payment method. Rồi, à, tiếp theo nữa là gì? Mình sẽ confirm the order. Rồi confirm and place the order là xong ha xong một cái end to and follow đơn giản của mình ha rồi bây giờ mình muốn select cái này thì mình coi thử nó có cái gì à, mình chịu khó mình lại login again hopefully this time is not correct uh, tell. À, something com một hai ba bốn năm sáu bảy tám Rồi ở đây tôi chọn đại cái link code đi ha. Add card check card rồi tôi điền đại cái gì đó cho đi ha, 111. Rồi tôi sẽ điền address 1. Tôi sẽ điền address 2. Tôi sẽ kéo lên tôi điền city là city. Rồi ở đây bọn nó cho điền cái hình vô nữa chứ. Nè, có cái hình nè mọi người. Ship code 999 rồi mình chọn ví dụ Angola rồi, up, sorry, up, sorry, rồi mình confirm cái này nó mình làm mình control bằng cái con chuột này nó hơi khó ha. rồi bây giờ mình inspect thử cast on delivery nó là cái gì ha. mình refresh ở trên inspector. À, đây cast on delivery à, hmm. Nó không có cái option gì ta. Ok, lấy like cash on delivery luôn đi. Cái này hình như là tụi không có đưa cái option gì hết á. Nó cái cái này nó sẽ trùng lên luôn nè. Cái này nó cũng sẽ lấy name ở trên iOS nè, cho nên mình lấy cái option này mình lấy cái này được á. Cash on delivery mình sort thử ha. Cái này là accessibility ID. Cash on delivery đây ha. Mình tag ở nó được cái thao. Cho nên lấy cái cu đó đi. Rồi, ok. Mình để xuống dưới này một cái đi cho nó chắc kèo. Đó. Rồi mình tìm cái confirm button này Ở chỗ này ha Thử nó là cái gì Cái này tôi nhớ là tôi có làm rồi nè Đây Confirm button Ở chỗ này ha Rồi cái này Rồi confirm button Rồi mình sẵn mình làm luôn ha Rồi tới cái confirm này luôn Chứ lát login vô nó tốn thời gian Rồi giả sử mình chọn cái đó Rồi mình confirm Là nó ra tới này đúng không ở, Nó ra tới chỗ này Mình refresh để mình lấy Thì bây giờ mình muốn in ra tại vì mình muốn verify mà mình phải lấy được cái những giá trị này ra để mình để phải verify xem thử là nó ship tới đúng cái address của mình hay không, mọi thông tin hay không chứ rồi phải lấy được giá tiền ra rồi item rồi nữa chứ mình muốn verify thì mình phải lấy được cho nên tới chỗ này mình sẽ in hết ra thì mình lấy ra được thì mình verify được đúng không? thì mình lấy ra hết toàn bộ rồi mình nhấn place order right. cho nên bây giờ mình sẽ inspect xem thử những cái này là những cái nào ha đầu tiên cái này là confirm shipping address một ngon quá ha đó, cứ uh, app nào mà cũng cứ ngon lành như thế này developer họ cho như thế này thì sướng quá à. rồi uh, confirm in address hai ở này ha để vào rồi tới cái gì cd confirm cd rồi tới cái gì nữa zip code confirm zip code rồi tới confirm country maybe yeah and item name ok mình phải lấy được cái name của item để mình verify chứ không ở trước vô nơi mà ra con <laughs> này chuyển thị một ngã thì, thì chắc ra chết luôn phá sản luôn item price rồi đó, giá yeah, rồi phải đúng thì user ok và mình lấy cái place order này ở tôi didn't do it here ok place order button đầy đủ hết ra rồi mình làm khác luôn được okay. Đầu tiên ở đây mình sẽ select payment methods ha, mình sẽ lấy gì? Copy cái này xuống. Rồi, enter xuống đây ha. Ở này mình sẽ copy cái này ra. Rồi mình sẽ click. Rồi, sau đó confirm button. Mình cũng làm gì? Click cái. Rồi, là xong được cái bước này. Rồi tức bước cái này mình phải in ra những cái thông tin này xem thử nó có ok, nó có giống như cái ban đầu của mình giá cả y chang cái đầu không? Đúng không? Mình phải in ra mẹ thằng đầu nó sao, thằng sau nó phải vậy rồi nắm đầu hai thằng verify thôi. À. Bây giờ gì? Confirm shipping address 1 à, Nó sẽ là mobile element Tôi sẽ để là oh, sorry Confirm shipping address 1 element bằng FVM driver.511 mobile-fi.accessibility-id And we input the value here Then duplicate 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Ok Bây giờ mình sẽ để là cái thứ hai mình bỏ vô trong này Đó, mình dán qua y chang ở trên Rồi mình lấy từng là element ra và bây giờ mình không có bị sợ như ở trên à, tại vì bây giờ những cái tag nó ra là nó có đầy đủ hết rồi những cái element có đầy đủ còn ở trên mình phải một có một vài cái mình phải tương tác nó mới loại ra à, cho cái này á mình sẽ để là confirm city element ha ở chỗ này mình sẽ để là confirm zip uh, code element ha ở chỗ này mình sẽ để là confirm country element ha ôi oh, mình lại dạy khờ nữa mình quên mình bỏ cái này luôn thôi vậy đi uh, item name element rồi item price element and define one place order button element rồi copy ngược từ trên từ cái ngược này item price item price rồi tới item name tên name rồi tới confirm country confirm country rồi tới confirm zip code confirm zip code rồi tới confirm city confirm city rồi tới confirm address hay ok rồi delete bây giờ mình in ra hết ha in ra trang vậy thôi à, bây giờ mình sẽ in tất cả ra thì mình get text ra được chưa s o u t và mình để thêm một cái này cho nó biết là mình in cái gì ha rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám cái đó một hai ba bốn năm sáu bảy tám và cuối cùng mình sẽ place order ở đây tức là mình click ở đây rồi bây giờ tám cái này mình sửa lại ha cái thứ hai là cái này rồi dán dán vô cái này dán vô cái này cái thứ ba là element à thật ra là có cái chữ element nó cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà kệ đi ha có nghĩa là mình để để mình phân biệt thôi chứ không có gì hết zip code ha zip code zip code ở đây là country <laughs> country ở đây là item name element ha và cái item price element đâu no. đủ rồi ha à, này đáng lẽ là ok thôi vậy cũng được miễn sao mình in ra mình biết là ở cái màn hình confirm là được ha rồi một hai ba bốn năm sáu bảy cái thôi chứ một hai ba bốn năm sáu bảy đúng rồi còn cái cuối cùng là place order được chưa? bây giờ mình xem thử nó làm hết tới cái bước mà nó in ra được rồi nó place order được không ha rồi run xem thử pass fail sao rồi hạ hồi phân giải ha thấy cái socket hand up này mình đừng có sợ ha nó có nghĩa là nó chưa connect được là từ từ nó connect cứ để nó chạy xong rồi hạ hồi phân giải chứ đừng có thấy nó, nó, hiện hiện hand up tưởng đâu là nó bị lỗi cứ để nó chạy xong rồi cứ từ từ đã bây giờ nó launch lên rồi đó rồi những cái bước đầu thì y chang login select một cái random product add to cart check out, rồi input confirm ra rồi swipe up đúng không add go to cart check out, input the shipping address swipe lên cd and zip code swipe lên chọn quốc gia confirm Click on cast on deliver rồi ra ngoài này. Ồ, mình phải swipe lên ha. Như là mình chưa có swipe lên nè. À. Cho nên nó không có thấy. À, mà thật ra cái bước này mình phải in ra trước rồi cái thằng này nè. Đó, à, mình mới swipe. Tức là lấy hai cái thằng câu này điên cặp này. Đây. Tức là sau khi mình in mấy chưa lên hết, mình sẽ lấy screen handler.swipe up lên cái. Cho nó lòi cái cái button này lên đó là xong ha. À, rồi cứ để nó chạy đi cứ để nó fail à, rõ ràng là nó fail là nó báo no set element thôi chứ không có gì hết á à, code not be located này no set element ok run again rồi properly lần này nó sẽ work ha rồi vậy là tới này là khi mà nó work được cái này là mình để đi được một cái symbol end to end flow mình sẽ không nói là pay object hay là cái gì mọi thứ mình không nói cái đó ha mình đi được một cái end to end flow còn những cái mà mọi người tìm hiểu thêm là cái pay object như thế nào Rồi cái phần mà manage cái driver factory trong trường hợp mình chạy parallel Chạy nhiều máy cùng lúc, selenium grid đồ các kiểu nó là một cái phần khác Và nó đòi rất là nhiều thời gian Nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian để giải thích về cái đó một cách rất là kỹ lưỡng à, Chính vì vậy là tụi mới share cho các cái khóa học của tụi ra rất là kỹ còn cái này tụi tin chắc là ở trong khóa này á, nếu mà mọi người á, có cái khả năng tự học á, mà tụi đã nói tới này á, thì mọi người sao cứ bắt đầu lấy kiến thức ở bên ngoài từng chút từng chút từng chút một mình đắp cho thôi mình thiếu cái gì ví dụ mình nói là à cái này có thay object nè mình tìm rồi bắt đầu mình tách ra rồi mình tìm thử cái cách họ handle driver làm sao mình tách ra rồi mình lên mình đọc selenium script sao mà đọc ra đó là cái cách mà mình tự học ha tất nhiên thì tự học thì nó cũng sẽ có rất là nhiều cái khó khăn đó, nó ép được rồi này, ha order completed À, tự học nó có rất nhiều khó khăn nhưng mà nếu tự học được thì mình vẫn tự học vẫn tốt có sao đâu và là mình đi được end to end flow mình chưa có nói về verification point hoặc là những cái dùng API xen vô trong cái này những cái đó là khác ít nhất là mình đã biết được là à, một cái về architecture rồi prepare environment APM inspector tool là cái gì design capability là cái gì tạo một cái Simple driver factory inspector app rồi end to end flow rồi chạy nó là ít nhất tới đây là mình biết một lượng kiến thức khá là lớn cho những bạn nào beginner đúng không và mình sẽ thấy là mình viết ở từ trên xuống dưới nãy giờ mình viết là toàn bộ thấy rất là simple không có gì ha đó là cái cách mình trên mobile test à. cho nên cái việc mà phức tạp của mobile dimension test nó không nằm ở cái chỗ này à. mà cứ, cứ cứ cố gắng làm và apply đi thì từ từ mình sẽ học thêm và nãy giờ mình chỉ mới dùng một có một cái dependency Ok bây giờ mình sẽ làm thêm một bước nữa. À giả sử ở trong cái symbol end to end này <laughs> mình sẽ làm một cái việc ha. Sau mình sẽ tắt ra cái này ví dụ mình nói là bây giờ mình muốn test không những ở trên device uh, ảo mà mình sẽ test ở trên cái uh, device thiệt của mình nữa. Thì mình sẽ làm như thế nào ha. Giả sử bây giờ mình sẽ cắt ra hết toàn bộ cái này mình sẽ gọi là uh, mình sẽ tạo là cái gì tất cả những cái này mình gọi là một cái command step gì đó để, để chạy cái app của mình ha một cái command step thôi cái này mình gọi là test trên android yeah. mình gọi là tạo ra là command step rồi cắt cái rồi cắt cái thấy hết gọn ghê không? <laughs> bây giờ mình để là Publish void À, mình để là ví dụ như là test on android được chưa cái này mình sẽ đưa vô là string string UDID là cái gì bập phát để chỗ này được chưa bây giờ mình thấy là mấy cái API driver rồi các kiểu ở trong này là coi như là hầu như là mình uh, mình không mình chưa có 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 đưa vô cho nên chỗ này á mỗi lần gọi test android á mình cắt cái này ra ha Ctrl X Ctrl V bỏ chỗ này rồi bây giờ giả sử hàm men bây giờ tụi sẽ nói là ok test chùm cho tôi trên cái Android static ha cho nó static luôn giả thử tụi nói là test chùm tôi ở trên Android nhưng mà cho cái UDID này tức là chỗ này tụi sẽ mở ra là lấy từ UDID à, test Android trên UDID này dùm tôi cái được chưa ở đây cuối cùng tôi sẽ quýt ha. Driver slip. Ở đây để coi thôi, tôi sẽ để là drive IBM driver chấm quýt nó đi. Ở đây tôi sẽ để try các cái này ha. Tại vì ngữ cảnh bây giờ là mình dùng ở trong một cái chỗ khác nữa cho nên mình sẽ try catch cái này nhưng mà cái exception này tụi sẽ ignore tôi bỏ cái throw này ra rồi test dùm cho tôi cái này cái rồi sẽ test giùm cho tôi ở một cái này nữa tức là bây giờ mình test cho emulator luôn đó test giùm cho tôi cho nó chạy trên cái này xong nó sẽ chạy trên cái này hai cái device khác nhau chạy xong rồi tắt ở đây trường hợp này á mình sẽ không chờ đến mất quá lâu vậy mình chờ một giây để mình nghiến cái thôi à just for thôi rồi mình chạy là test Android. rồi Các mọi người có thể thấy được cái gì mình sẽ có cái gì ví dụ như test iOS và mình đưa cái device name vô nữa à, mình chưa nói gì framework chưa nói gì test entry chưa gì hết bây giờ mình chỉ có nói là ok tôi tạo một cái hàm test Android trong này tôi có lấy một cái driver về tôi chạy đó mọi người tháo mình rút trích ra từ 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 bây giờ mình chạy cái này xem thử nó chạy được cùng lúc à không phải cùng lúc nó chạy được cho cái máy thiệt trước rồi nó chạy cho cái máy ảo không ha rồi run Uh, run cái men này cái server đây đầu tiên nó phải chạy được ở trên cái máy thiệt thật chưa này là cái máy ảo cho bật luôn cái máy ảo ở bên cạnh này máy ảo của mình đây nó chưa đồng tại gì cái máy ảo hết rồi đây về đây rồi bây giờ nó xử nó chạy trên cái máy thiệt trước mình có thử được không ha? thì cái máy thiệt mình mới chạy rồi properly lần này nó sẽ chạy nó vượt y chang chỉ có điều cho mình tắt cái method này ra thì mình ok xem thử nó init được cái session không đó init được session là hầu như những cái thứ kia nó work đi chắc cao city zip code kéo lên rồi, chọn quốc gia okay, Angola. Rồi, confirm. Task on delivery, confirm. Rồi, kéo lên. Place order một cái. Rồi, nó tắt cái session. Được chưa? Sau đó nó chạy cái method thứ hai. Method thứ hai lại yêu cầu một cái session. Nhưng mà lần này cho emulator 5554. Thấy chưa? Bên trái nó mở lên cho mọi người thấy không? Theo something rồi, login. Rồi, nó sẽ... À, đối với cái thằng emulator này, mọi người thấy không? nó click lên cái user một cái lập tức cái nó có một cái màn hình gì nó refresh cái nó làm cho cái việc mà click lên um, cái màn hình à, home icon nó không có được kia, giống như là nó nó bị um, somehow nó nó không có được á cho nên để từ từ nó chạy xong rồi mình tính ha <laughs> Rồi ở đây sau khi mà mình click lên nếu mà Android á mình sẽ click lên để nó nó có cái tại vì nó có cái keyboard bây giờ mình sẽ click lên một cái nếu mà là Android á mình sẽ click lên cái image trước rồi sau đó mình sẽ click lên login button tức là mình click ra ngoài đèn cái rồi mình click lên login button cho nó ok chứ không là nó đối với cái device ảo á là nó bị vậy cho nên bây giờ mình sẽ tạo ra một cái hàm mình chắc thử nó là Android hay là cái gì ha bây giờ thì thật ra có nhiều cách để check lắm tất cả có nhiều cách để handle cái element là hay là một cái behavior lắm ở đây trong cái giới hạn của tutorial này thì tôi chỉ cho mọi người tạo một cái rất là đơn giản thôi ha. private uh, static là một thằng static là cái nuôi static luôn ha in is android <laughs> thì cái này mình sẽ đưa vô cho nó một cái uh, đầu vào là cái fdm driver để lấy thông tin ra ha một bộ element ở đây tôi sẽ để là FDM driver ha. À. Thì trong này mình sẽ làm cái gì Sẽ lấy có một cái gọi là capability từ cái thằng selenium ha Đó. Mà tại sao trong FDM mà mình lại có selenium thật ra là long story, long story short Là trong appium nó có review là những cái của selenium cho nên có những cái nó lấy mình khi mà mình dù không có cài đặt dependency là from selenium but it still get from the selenium. Tại vì thằng appium lúc nó install cái package của nó bên trong đã có sẵn selenium inside rồi. Ở đây cái capability capability của mình thì mình sẽ bằng appium driver.get capability ở đây. À thì mình get ra thì mình sẽ có một cái thông số đó chính là mình lấy string platform à, platform Cái này nó mình sẽ lấy một cái là mình sẽ lấy từ cái capabilities helpers capability helpers Cái này thì lại từ FBO à, Mình sẽ lấy ra là yes capability yes capability cái capabilities mà mình vừa lấy ở trên và mình cần nó lấy ra dùm cho mình một cái là plus à, plus form name ok và mình đưa cho là à, cái kiểu trả về là string à, chấm class cho mình rồi mình sẽ return là gì return plus form name mà nó khác nu đầu tiên nó phải khác nu rồi ha à, và uh, plus form name tức là cái plus form này này à uh, is called is no case android tức là chữ hoa chữ thường thì cũng được hết. thì cái này là mình hỏi này nếu là is android thì cái chỗ trước khi mình click login này nè mình click ra bên ngoài cái home icon ai đây trước khi mình click login này nè mình click ra bên ngoài cái rồi mình hẳn click login tức là if is android ở cho appium driver để vô này thì mình sẽ click outside một cái được okay. chưa thì uh, mình inspect thử cái thằng này nó có một cái gì đó nó có cái image ha mình sẽ lấy thường là mấy cái này nó sẽ có một cái image để mình click thì mình sẽ click lên cái logo của nó không được ha? thì mình sẽ mở này thường nó có cái image này không biết là yeah nó vẫn còn lấy được ha rồi mình lấy cái này ha tức là mình lấy khi nào mà cái này thì mình chắc là mình dùng expect cũng được mình sẽ click lên cái image này của nó à, à cái này mình lấy class name cũng được mình click tức là mình muốn click cái này để nó thoát ra khỏi cái bàn phím ảo của nó đi mình sẽ để luôn ở đây là apium driver dot file element mobile by ở đây mình sẽ để là class name là cái này sau đó mình click vào cái à. thì bây giờ mình sẽ comment tạo cái cái uh, real device thứ hai real device nó ok rồi bây giờ mình sẽ test cho cái emulator thử à em thử nó ok không đó thì thật ra nó bây giờ nó chỉ còn một vài cái lặt vặt thôi chứ còn hầu như nó để xem à, emulator với real device android nó vậy mình sẽ nói cái cách mà mình handle cái bộ support này cho gì cho trên simulator của LS uh, nó như thế nào ha và cái này nó lên cái cũ lên nó chưa có tắt nó chưa tắt cái cũ thì phải không cái này cái mới rồi mà somehow nó bị cái gì nè để mình handle cái emulator này luôn cho nó gọn luôn ha chờ xíu đây đã tôi coi thử coi nếu mà cái này Android thì file element file class name bằng cái này chấm click nó bảo là uh, mất city thì đúng rồi ở dòng thứ 43 ở dòng thứ 43 uh, mình thiệt là dạy khờ thì cái chứ mình để sai chỗ này sau khi nè um, input email input password mình đặt sai chỗ rồi mọi người ạ à. trước khi có nghĩa là trước khi click on cái login button này này à thì á nó sẽ click outside một cái à nó sẽ click outside sau so, cái này mình sẽ click outside một cái à trước khi click cái login button chứ mình click outside đi à cho nó mất cái bàn phải phím ảo đi rồi mình click login rồi mình click cái này à mình đặt nhầm cái chỗ sorry mọi người ha rồi bây giờ nó sẽ launch một cái session mới. Ở đây. Hmm. Somehow cái thằng này nó vẫn bị... Uh, trên emulator nó vẫn bị một cái lỗi gì đó từ nhà đã tự đọc kỹ lại hai user icon input email nó tìm ra đúng không input password tìm ra login button nó tìm ra sau đó nó gửi email và password nó click outside cái sau đó login button nó click cái được không nó click cái rồi um... <laughs> click cái rồi ok mình làm vậy đi mình sẽ dùng một cái explicit weight à, mình sẽ dùng một cái explicit weight của cái thằng này nó có cái nút size out button à, lúc trước tụi làm tụi nhớ nó có cái nút sai out button ở đây mình click outside một cái ha rồi mình click mới click cái này nhưng mà trước khi click nút home này nè mình sẽ dùng một cái à, ở dưới này mình có web driver waste rồi cho nên cái thằng waste này mình để yên như thế mình sẽ để chung chung luôn mình để lên cái scope này ha rồi mình sẽ dùng chung bây giờ mình sẽ wait nè wait until mình sẽ chờ wait until khi nào mà mình thấy được cái size out button á, thì mình hãy đi tiếp ha mình sẽ để là expected condition cái thằng ở trên thế, cái thằng emulator này phải thêm một cái bước này nữa cho nó ok uh, visibility of element located mình sẽ dùng cái này đi uh, hoặc là located by đi mình sẽ đưa một cái bài vô đây mình sẽ để là Mobile accessibility id chỗ này lúc trước tụi để là sign out bất tận mọi người đừng có hỏi vì sao mà tụ không inspect mà tụi làm tụi điền cái này ha tại vì tụ tạo ra cái app này nên tụi biết cái này inspect thì nó cũng dễ nó ra cái này cho nên tụi làm luôn khỏi mất thời gian của mình à, tới đây mình sẽ chờ cái strategy của tụ nè tụi click đăng cái cho nó mất cái bàn phím đi rồi click login sau đó chờ khi nào mà nó có cái chữ sign out thì tất nhiên là nó đã login thành công thì mới click lên home icon ha à, mình thử xem thử ha rồi bật cái này lên bật cái device lên rồi input này click lên chia click login rồi chờ đó theo nó no work ha rồi kéo xuống add to cart go to cart check out rồi đó thì nó nói chung là nó sẽ work, nhưng mà ví dụ như một có vài cái gì đó thì mình cần handle nó khác nhau thì mình handle một tí thôi chứ không có cái gì gọi là quá đặc biệt rồi place order và wow, đó nó quật chưa thì mình thấy ở dưới này nó in ra được cái thông tin ở phía đầu và phía cuối nó giống nhau và làm đồng và làm đồng đồng à, cái này quên chuyển sang cái trạng double chuyển sang thì nó cũng ra ha thông tin mình input thế nào thì mình nắm mình verify thôi À, đó nếu mà mình làm thêm một cái bước nữa và là bây giờ mình ví dụ như mình test cho Android bất kỳ thằng nào mình thấy không cái này là real device nó work cho máy ảo nó work đúng không bây giờ mình sẽ handle cho cái chuyện là test cho iOS right sau test cho iOS hồi nãy đầu tiên tôi nói rồi ha mình sẽ dùng emulator thì mình sẽ lên trên này mình cài đặt Xcode thì sau mà Xcode xong á mình sẽ mở cái Xcode của mình lên À, cái này tụi nói sơ qua một tí ha, tại vì cũng ít ai dùng macOS. Tụi nói sơ qua một tí thì mọi người sẽ biết cái cách mà mình mình làm. Rồi trong khi nó start lên tụi nói cái này, tụi chợt nhớ ra một điều, đó là cái phần test NG và ALU reporter này tụi có nói rất là kỹ ở trong cái channel một cái playlist cái này luôn có test NG và ALU reporter. Cho nên tụi sẽ không có đi quá detail vào trong cái này. À cùng lắm thì mình chỉ cài vô một tí. Mình cài cái alo Reporter vô một tí Rồi test entry vô rồi mình chạy ra xem thử nó như thế nào à. À, Tại vì đã có rồi thì nói lại nó bị duplicated à. Rồi mình mở cái Xcode lên Đó, à, cái giao diện như vậy. Thì mình lên là cái chỗ mà um, Nó có cái Xcode nè Mình vô Phần Developer Tool Mọi người mở cái Simulator lên à, Nó có cái command đã mở Nhưng mà cứ keep it simple trước mọi người cứ mở từ UI lên bây giờ mở lên thì nó có rất là nhiều cái cách để mình chọn device thì ở đây ha mình click cho đây mọi người thấy device này mình có thể làm gì um, no not this one new simulator này thì mọi người thấy không? trên Android nó gọi là emulator còn trên iOS nó gọi là simulator that's it còn technically cái sự khác nhau là gì tất nhiên là để giải lập nó đều là giải lập cả nhưng mà để giải lập hai cái kiến trúc của hai hệ điều hành khác nhau thì chắc chắn cái kỹ thuật nó phải khác nhau rồi còn cái chuyện này chỉ là cái tên gọi thôi còn cái under giống như là trên ở phía dưới của nó đó thì chắc chắn là nó phải về để trẻ lập của hai cái khác nhau thì nó phải khác nhau ví dụ mình làm một cái xe trẻ chứ làm một cái nhà trẻ thì cái cách làm nó khác nhau thôi à, còn cái này là cái tên thì cứ simulator thì thường là người ta nhắc đến ở trên máy ảo của iOS mà emulator là máy ảo của Android. Ok. Bây giờ ha, mình sẽ dùng cái iPhone 12 này của mình và mình đã cài đặt cái app này lên thì đối với cái này á uh, thì mình cũng lên cái gì mình lên cái GitHub này mình vô cái task này tiếp tụ ha rồi vô trong cái 1.0 và mình download cái tar chấm um, yes này ha rồi lại thì mình sẽ uh, double click thì nó sẽ ra một cái file có cái đuôi là chấm app chấm app nó ra cái này rồi mình kéo mình thẻ lên cái simulator này là được okay. thẻ thẻ lên thì nó đăng ký lên thì cái capability của cái thằng máy ảo nó sẽ hơi khác một tí đối với iOS. à còn máy thiệt của iOS là một vấn đề khác nữa à nên này mình sẽ cứ nói máy ảo trước ha à. máy thiệt á hiện có cái session ở trên cái appium ở mọi người lên đọc có thể nếu mà sau này mọi người cần làm thì làm ha rồi bây giờ cho nó launch lên đi thì mình sẽ nói về cái design capability của thằng này sẽ hơi khác một tí một tí thôi rồi cho nó lên ha rồi ok ông okay, giao diện có vẻ giao diện ở trên cái iphone nó nuột hơn ha nhìn nó đẹp hơn ha mọi người ha nhìn cái thấy muốn dùng cái app liền còn hồi này ở trên android nó thiệt chứ nó nhìn mà để làm mà nó nó match được cả bên android ios cũng kỳ công lắm á. cũng tốn nhiều thời gian đó mọi người <laughs> thế đây ha mình sẽ thấy ha, ở này tôi có sẵn cái iPhone 12 Easy Shop mà cái này somehow cứ bật qua là nó bị vậy cho nên đó là lý do mà tôi kick cái này ở chỗ này thì mọi người thấy ha, ở chỗ này thì mọi thứ nó đều giống nhau bỏ cái chữ Appium ra đi ha nhưng mà chỗ này nè đầu việc tiên là automation name y chang nhưng mà cái này cái tên là SCUI test y chang cái chữ này ha nó có hai cái thông số quan trọng đó là cái platform name oh, no, no sorry platform version và device name để nó biết nó tạo nó start lên cái device ảo nào lúc mà nó chạy mình không cần start lên thì nó cũng start lên giúp cho mình được chưa plus phone name thì là iOS thì là đúng rồi à, nhưng cái này nó có cái là gì vân đồ ID bundle đồ ID nó giống như cái gì cái app package ở bên cái thằng Android á và cái này nó không cần main activity nó tự động nó biết luôn à tôi copy cái này qua tôi <laughs> bỏ bên này cho mọi người xếp lại cái đấy ha rồi đây nhớ ha cái cặp mà device name và plus version là để nó phát hiện ra nó detect ra là cái mấy cái simulator đó như thế nào để nó start lên được chưa và cái version này không có 15.1.0 gì ha chỉ có hai số thôi ví dụ 15.1 15.0 gì là khi hai số thôi dù cái version nó có thêm một số cũng được cái điện vô nó không có được ha nó lỗi á ở đây điền đúng cái tên nó về iPhone thì chữ i về iPhone 12 thế này được chưa còn cái automation framework của đối với cái thằng à, uh, cho em cho iPhone nó sẽ là SCUI test ok còn cái này thì nó y chang cái app của mình ở trên Android thì thôi cái này nó bớt một cái thông số chưa? Okay. rồi bây giờ mình start session run lên FBM server mình có rồi đúng không bây giờ mình start session thì nó sẽ cũng cần tắt tới Appium server này đây và lúc này nó cần tắt sáng và uh, cái Simulator Và mọi người thấy không Cái này là này, Web Driver Agent này, Chỗ con chuột của tôi move này, Nó sẽ tự cài đặt Còn đối trên máy thiệt á, Là mình phải sai in lên Rồi mình sẽ view cái này View cái Web Driver Agent lên à, Trên cái máy thiệt Thì mình mới chạy được Còn không là không có được à, Thì nó cũng có cách dùng cái account free Thì bữa nào tôi sẽ hướng dẫn Ở một cái tutorial sau Còn khi mà mọi người làm Ở công ty á Thì bảo John cho mình vô developer account pool của cái team làm cái này nè thì mình mới có thể view được chạy trên device thiệt được à, nhớ ha thì đối với trên iPhone á thì mọi người sẽ thấy cái lúc mà nó connect này nó sẽ tốn thời gian lần đầu nó sẽ hơi lâu mọi người thấy không error connection refuse này nhưng mà không phải cái lỗi gì đâu ha cứ chờ nó một tí chờ nó một tí để nó connect cái lần đầu à, nó lần đầu nó hơi bị lâu nhỉ chờ tí rồi nó cũng lên và mình sao inspect y e chang giống như cũ bây giờ ha chính vì cái cách mà mình developer họ support mình làm utility cái um, selector cho nên mình thấy không cái này là nó là name là product item nhưng mà id nó chính là cái accessibility id à, accessibility của id của cái thằng này là product item và có phải là nó trùng với cái thằng Uh, Android mình đang dùng không à, uh, nó y chang y chang hết không có khác gì hết đó chỉ có khác một vài khác thì mình sẽ hơn handle sau cho nên khi mà developer họ hỗ trợ cái accessibility ID là hầu như mình có thể review lại 80 phần trăm mình không cần làm cái gì nhiều hết chỉ handle behavior khác nhau và một vài cái khác nhau thôi bây giờ tôi sẽ customize một tí để cái này tôi muốn là gì tôi gọi một cái hàm là gì uh, test cho cái thằng Android app uh, test cho iOS luôn ha, tức là tụi sẽ tạo ra một cái method là <laughs> uh, test iOS ha, test iOS thì thêm một cái method ở đây nữa để thực <laughs> uh, chắc là thêm một cái nữa đây test on iOS à, giờ đi ha, mình chưa có cái method này chưa yeah. thì mình sẽ tạo ra một cái method này test on iOS ở đây thì bây giờ iOS hay là uh, Android gì đó thì mình cũng có một cái gọi là uh, comment step hay mình đưa một cái comment step vô cho nó đó là ví dụ ở cái này test Android cũng vậy iOS cũng vậy cho nên cả cái này nè mình sẽ đưa vô ở đây là một cái um, comment step và cái comment step này mình sẽ đưa vô một cái FPM driver ở đây luôn rồi bây giờ cắt cái này lần nữa cắt và à bây giờ mình sẽ để là public state tụ làm như thế này để mọi người biết là cái suốt code này mình có thể utilize mình test trên được nhiều cái platform khác nhau tuy rằng cái real project không ai làm gì hết á nhưng mà cái cách tụi muốn tiếp cận với without framework không có test anh cái gì hết không có cái gì khác mình tiếp cận từ từ vô để cho mọi người thấy là à, cái cách mình viết ra hết xong bắt đầu mình cắt mình lấy phần chung mình để ra từ từ để mình dùng cho nhiều cái platform khác nhau thì nó vẫn chạy được à để đem cái idea cho mọi người khi mà mọi người tự học mọi người có thể có cái hướng approach nó đúng đắn ha. Publish public static void ở đây tôi sẽ để là command step phải thôi ha à, <laughs> oh cũng 3 tiếng rồi ha mọi người đâu ít ha nãy hình như mình start cỡ 9 giờ mấy rồi mình bỏ vô đây ha cái command step này mình sẽ lấy một cái appium driver bỏ vô cho nó ở cái dạng là mobile element tôi bắt đầu thấy thấy rất là hangry rồi đói rất là đói <laughs> rất là đói cùng qua giờ trưa rồi. rồi mình cố gắng tí nữa thật ra là tụ cố gắng tí nữa <laughs> cho nó xong luôn rồi cái này ha thì lúc này là test OS Android gì mình chỗ này mình cũng là ok mình sẽ gọi là gì command step và mình đưa cái gì fpm driver cho cho nó được chưa test cho iOS này thì lúc này nó có cái khác là fpm driver nó sẽ khác đúng không trên test test cho iOS này nè bây giờ mình sẽ copy cái này cứ copy bỏ qua rồi hạ hồi phần giả bây giờ ở đây á mình sẽ chỉ chấp nhận duplicate cái chỗ này à tức là chỗ này mình sẽ để là guest iOS driver à, mình chấp nhận duplicate và ở đây mình sẽ có một cái hàm như vậy yeah. ở đây mình sẽ đưa command step fm driver y chang nhưng mà mình chưa có cái method này thì mình sẽ vô trong mình sẽ tạo cái method này và mình sẽ chấp nhận là mình duplicate cái này được cho mọi người còn cái chuyện mà sau này mọi người handle cái này á thì chỉ cần là sao mọi người handle là ví dụ nếu cái platform đang chạy hoặc là tiếng môi trường đang chạy thì tôi sẽ khởi tạo như thế nào cái đó về phần handle cái session nó là một cái phần hơi advanced cho với người mới ha mình cần cả một cái quá trình rồi mình mới tới được cái bước đó nó hơi advanced cho với người mới thì bây giờ mình mới tiếp cận thì mình chỉ cần làm như vậy là được rồi rồi từ từ mình học thêm rồi ở trong này private factory Tụi sẽ duplicate cái này ra à, duplicate u này ra và thay đổi cái tên của nó và thay đổi cái return type của nó ở đây ha Tụi sẽ để này cái không cái này không có cần GDID gì hết à, cái này á, thì mình sẽ cần thay đổi một vài cái ha đầu tiên automation name tờ, mình thay đổi từ từ à. và chỗ này á, mình không phải là return cái uh, FPM driver mà nó sẽ là iOS driver trước ha rồi cứ để vậy đi rồi. bây giờ mình làm ha automation name của thằng này là HCUI test chưa? Platform này là iOS à, uh, thằng này nó không có UDID thật ra nó có nhưng mà trên máy thiệt là nó mới có còn máy simulator nó không có a à, package không có cái a package à, um, mà nó là cái phân đồ ID à, phân đồ ID được okay. chưa và platform rồi nó sẽ cần cái rồi một cặp này nè platform không cần app activity nó cần cái platform version tôi sẽ lấy version 15.0 15.0 và nó còn cái device này à thì đây nó làm là device này cho nó khởi tạo lên cái simulator cho mình ở đây mình sẽ đặt là iPhone 12 à, iPhone 12 à. vậy là mình 1 2 3 4 5 cái này ha rồi bây giờ phần còn lại y chang và mình chấp nhận duplicate. cái code này của mình à, mình ra ngoài này mình tiếp tục vậy là mình có Yes iOS driver Đi chàng được chưa Và mình lấy driver Và bây giờ mình chạy gì Cái command step lại từ trên xuống dưới Mình xem thử những cái bước nào nó fail à, Đầu tiên chắc chắn một điều là Cái bước mà click lên cái image Ở trên cái iOS nó sẽ không có à, cái, cái Click lên cái image này này Trên iOS Cái nó, nó sẽ khác Cái thằng này của trên iOS Nó là Mình sẽ lấy cái này luôn đi À, mình click lên trên đầu thằng này luôn đi tức là mình lấy accessibility cái name của thằng này là có nghĩa là mình click đâu đó ở trên cái app này luôn tức là mình lợi dụng mình click cái này luôn đi à cái phần login đó à, ở chỗ này nè cái command step này nếu nè android á, thì mình làm vậy còn ngược lại á, thì mình làm vậy đó else à. cái phần mà handle web element à, cái cái element này tự nhắc lại một lần ha mình có nhiều hơn một cách để handle trong cái tutorial này là cái cách mà đơn giản nhất tụi nó mà mình handle chứ thật ra mình có thể dùng um, cái factory cũng được, mình create ra một cái utility về cái selector cũng được. Nó có rất là nhiều cách, technically nó có rất là nhiều cách tùy mình làm sau này mình học. Rồi mọi người có thể là có cách này cách kia. Chứ không phải cứ handle là như thế này nha. À, cái này tụi nhắc đi nhắc lại. Cái goal của cái này nó không thể cover hết 100% các cái cạnh của mobile automation test được nha mọi người. Ở đây tụi sẽ để là file phải by mobile by chấm accessibility id này tôi sẽ để cái nem của nó vô <laughs> rồi tôi click bằng cái này đó một cái để handle à, một cái khác để handle ha um... rồi cái chỗ này á cái chỗ mà chắc cao button á tôi nhớ có một cái chỗ nào mà chắc cao button đây cái chỗ này á à, tại vì tụ đẹp cái app này cho nên tụi biết ha ở trên Android á, thì nó ra chắc cao bất mà trên iOS tụi không có làm được cái phần chắc cao bất này đen cho nên cái tên của nó vẫn là Android à, tức là ở đây á, mình sẽ cái phần chắc cao button này á, thì mình sẽ nói là if này is Android này FPM driver này thì mình sẽ làm cái này còn else à? thì mình sẽ làm cái selector nó khác cái 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 này nó tên là chất cao chất cao đó đây là cho nào s còn vì sao tôi biết cái này á thì tụ def này nó tôi biết còn mọi người thì sao đi làm lại thôi inspect cái chất cao đó lại à, nó lỗi vì sao nó nó lỗi thì ok nó khác selector thì mình inspect tôi có thử còn những cái nào nữa ha uh, zip code country uh, yeah. có cái chỗ mà select cái này nữa nè một cái nè uh, fpm cái này country ở uh, chỗ này nè chỗ này á mình sẽ làm cái chuyện là click này ok nếu nè này, này nó có một cái khác nữa nè if is android fpm driver đưa cho thì tụi sẽ làm cái này trực tiếp luôn thay đổi cho này tí nha tụi tìm cái thằng này rồi tụi click luôn bỏ hai cái dòng này cho nó gọn lại ha rồi else nè nếu mà trên OS nó khác tí chỗ này là nó sẽ tìm với cái accessibility và cái name tại vì những cái tag ở trên android đa phần là nó biến thành accessibility hết và này nó để cái name của nó ha rồi mình để cho đây mình click rồi thử coi thử ở dưới này tôi có một cái nốt ở dưới này để tôi nốt là những cái khác biệt ha. Bây giờ ok. Bây giờ mình sẽ chạy uh, test Android thử xong bắt đầu nó ok thì mình sẽ chạy hết ba lần. Rồi bây giờ mình run test Android thử ha. Run. Bật cái này lên. Bật cái simulator lên. Xem thử nó run nó chạy được hay không ha. rồi nó launch lên được ha thấy chưa cái chỗ này là y chang cho Android và iOS rồi à, nó click ra bên ngoài nó click cho trong lên home nó select một trong hai thằng à, sao không biết sao nó không mở được để mình hỗ trợ nó cái này đi rồi lát tính sau ha lát chạy lại sau rồi add to cart track cao rồi input shipping address shipping address 2 nó kéo lên tí cd ship code rồi à cái chỗ này select country chỗ này nó khác nhau giữa android với ios Ở nãy tôi quên handle cái chỗ select country này nó hơi khác xíu ha à, cái thằng kia là select country trigger thằng này là select your country à nó bị fail sẽ bị, bị fail cái chỗ đó đó cái select country đâu mất rồi đây à, chỗ này ha tôi sẽ remove cái thằng này ra tôi sẽ để cái click này luôn Đó. cái này tôi sẽ để là if is android appium driver else mình sẽ làm cái này mình lấy cái tag của nó luôn select country mình click vô tức là ở chỗ này là select your country đúng không, select your country nè, rồi mình sẽ click, rồi mình run again ha Đó, lần này nó click được này, hồi nãy không biết sao cái nó click nó không mở ra được rồi nó add check out rồi input uhm. trước khi select your country này nó swipe up lên Swipe up lên cái select your country Select your country Ở đây by accessibility Click là Hình như cái lúc mà swipe này với cái bước này Hình như là nó làm Giống như cái bước đó là một cái bước transition Và nó làm cho cái việc này nó Yeah Ở dòng 106 Tức là cái bước click này nó bị sai Cho nên cái line 106 này nó không làm được nè đó nó không tìm ra nó bảo là cái này không load cái được nhưng mà cái bước chọn này nè nó sai là bởi vì cái swipe swipe up này nè này. có thể là mình sẽ cover thêm này đó nếu mà android thì mình mới cần swipe up rồi mình làm cái này đúng không còn trên ios thì khỏi làm cái này luôn cho mình không cần swipe ok mình run again ha mình chịu khó mình run lại ha tại vì khi mình cover cho nhiều cái platform trên cùng một cái support á, thì cái chuyện này nó xảy ra là bình thường à, thì mình sẽ cover mình phải handle cái chuyện này à, nó sẽ mình handle về cái behavior, thì mình đỡ một cái á, nếu mà developer họ support trong trường hợp này á, thấy không? thì mình đỡ một cái là cái select selector vé chiều hầu như 80% phần trăm mình dùng lại, mình chỉ handle cái different behavior một chút thôi và cái đó thì chắc chắn mình phải làm thôi cũng khá là nhanh ha như nó làm nó làm cũng khá là mướt luôn Ừm. Uhm. somehow cái slash your country này nó không có làm được để tôi có thử tôi inspect lên cái này cái ha để tắt cái section này luôn chờ tụi start ra thử coi thử cái lúc đó nó là cái gì ha. Mọi người chờ tụ xíu ha. Chỗ này nếu mà cái này nó swipe up còn không thì nó input cái zip code xong. Maybe yeah, chắc là mình sẽ click outside một lần đi, tức là click ra cái product á. Cái này là mình click ra ngồi này một lần. Cái này mình có thể là đưa thành một cái comment stack cũng được ha còn ở đây tụi sẽ đưa vô này luôn tức là click outside lên cái logo một cái sau khi mà nó enter zip code để làm gì mình mình hai cái keyboard đi nó có cái method hai keyboard nhưng mà nó không work trên iOS được à. cho nên mình click về mình click country ok mình chạy một bước này thử thiếu coi thử nó có ok không nếu mà không á, thì mình tính tiếp là nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ work thử ha <laughs> chỗ này nó hiển thị ra hết được luôn kìa mà nó vẫn kéo không sao ha nó vẫn không có được cái chỗ select country à, cho nên mình sẽ quyết định mình inspect xem thử là what happened there ok bây giờ tôi sẽ terminate cái này đi start a session mình sẽ quyết định mình inspect cái chỗ đó xem thử cái behavior nó như thế nào ha rồi mình chịu khó mình login một tí tại vì phải check out login cho thì nó mới ra được cái đó uh, tèo à uh, something com một hai ba bốn năm sáu bảy tám login rồi mình tới cái này mình click đi rồi add go to cart rồi check out rồi ở đây ha nó tới cái bước này ok mình refresh thử rồi, bây giờ mình sẽ xem thử cái này. Cái select, select your country. Nè, cái này nó có nhưng mà hiểu không hiểu sao thì accessibility ID ha. Select your country short này Rồi tag nó nè. Nó bung ra nè mọi người thấy không? Nó bung ra được cho mình nè. Đó phải là cái, là tôi có thử, tôi dán cho trong này tôi có cái gì khác được không? đâu có cái gì khác được đâu nếu mà android thì nó làm cái này còn nếu mà không phải android thì là nó sẽ làm là nó click ra bên ngoài một cái xong nó sẽ select cho country chấm click ở đây appium driver test os ở đây like api driver command step cho ha để tôi thử lại chỗ này select country um, click cái này tôi có thử tôi swipe up lên cái thằng này á, nếu mà android á, nó sẽ swipe up lên rồi nó thoát cái này còn cái thằng này á mình sẽ cho click này cái rồi mình sẽ swipe up nó lên cái ha. À, up nó lên rồi xem thử cái slash cho country click này xem thử nó làm được không. Hoặc là cho nó click. Và yeah, somehow giống như click hai lần ha ta. Ok, cho nó chạy lại chỗ này tí ha. Hmm. Thật là khó hiểu cái chỗ này nha mọi người. Thử ha. À? Tại không biết cái behavior cái chỗ nào ở trong này nó để làm cho cái transition chỗ này giống như nó bị override á. À? Cho nên khi click vô nó không có effect dù là cái selector nó ok thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ click outside một cái, rồi mình swipe up một cái, rồi mình mới click vô nó. Xem thử được không ha. À cái thằng này nó bị uh, lâu lâu nó bị điên là nó không có click được phải không. Cho nên chỗ đó mình có thể cover thêm một cái conditional nó cũng được ha. Khi mà click mà nó không navigate qua được thì click một cái nữa. Vậy thôi ha. đó oh, ok được rồi đó giống như cái ông này ông bị sao á phải swipe lên cái rồi place order à, cái nút place order này hình như là nó khác giữa android với ios đó thì phải um, nó chưa sure. let's see dạ yeah. không thì nếu mà ios thì sao mình để cái place order nữa là ok à, nhưng mà tôi nghĩ là để để có thử đi thử cho cái gì mà nó nó bị cái này đó, vậy là mình on most lên rồi á. Là mình đã chạy được cho Android device ảo device thiệt ha. Cái thằng này nó bị lỗi trên cái dòng 123. item name. item name. Vậy là ở trên cái này nó không phải là item name. À yeah, nhớ rồi ở trên cái item name với item price ở trên iOS nó sẽ bị khác ha nó không có lấy được hai cái này cái này là khác biệt về cái selector value à, để tôi refresh lại tôi tắt đi à, hình như nó disconnect cái này rồi ok nó hơi bị khác ở chỗ này tí nào ha nhưng mà cái này á, là do cái selector value tôi không có chuyển được nó giống nhau rồi, bây giờ mình chịu khó mình login vô một xíu nữa ha. Ừ. login. Giờ này ha, AS @car. Chắc cao. Rồi, ví dụ như là tới cái bước confirm đi à nó phải tắt tiền mấy cái này vô à, 111 một, 1 press 2 à city thì là city zip code 111 ở đây mình chọn Angola ha Angola rồi mình nhấn confirm rồi chọn cash on delivery confirm rồi tới chỗ này ha mình refresh thử nó là cái gì là cái dòng này nè nó sẽ khác ở trên iOS chỗ này tôi nhớ nó không phải là cái item name nó không có lấy ra được ở trong này tôi không có làm nó lấy ra được cái chỗ này còn cái place place order button này tôi nhớ là được xem cho nên nó chỉ khác cái chỗ này thôi thì chỗ này nếu mà mình muốn lấy ra um, mình coi thử có cái cách nào có một cái selector vé chiêu you nào know khác ở trong trường hợp này không cái này mà muốn lấy nó ra để tôi có thử coi tại vì khi mà mình làm á, thì nó cũng phải dính vô bên phía developer nữa cái selector họ phải support cho nó thân thiện chứ không mình sẽ rất là tốn thời gian cho mấy cái chuyện này à, không cần thiết mọi người tháo giống như selector mà nó thân thiện phát là nãy giờ coi như là mình reuse lại quá trời luôn 80% phần trăm luôn mình chỉ handle cái Um, cái gì cái different của nó thôi cái behavior thôi chứ không phải là selector nhiều cái này ha nó sẽ nằm ở trong một cái là in to address thì trong này type order nó có type order này có một cái name bằng clean code ok bây giờ mình có thể chơi chiêu à, kiểu giống như là mình sẽ dùng vừa verify mà mình vừa tìm luôn cái name này mình biết ở trước cái item name của mình mình mua là cái gì mình biết rồi đúng không cái giá của mình là mình biết rồi đúng không đúng rồi mình biết gì nữa bây giờ chỉ cần mình tìm theo cái đó là nó tìm được rồi là nó in ra được có nghĩa là mình vừa tìm là mình vừa verify luôn à mình mình có đôi lúc mình sẽ tìm theo cái chiều đó ha bây giờ có nghĩa là ở chỗ này của mình này cái item name với item price là ở chỗ này à boy, lemon item name item price ok giả sử á, bây giờ tôi sẽ nói là nếu á, mà trên android á, thì mình mới làm gì đây tôi sẽ để là nếu nè nó là android á tôi mới làm cái này đó mình in cái item name item price còn ngược lại á thì mình sẽ làm theo kiểu như thế này bây giờ mình đặt là mobile element à bây giờ mình sẽ đặt là uh, item name and price bằng có nghĩa là ideally là cái này mình phải thay thay đổi ha thì nó tốt hơn bây giờ nếu mà giả sử mình gặp trường hợp như vậy á thì mình sẽ chơi chiều như thế này item name and price cái này mình sẽ lấy fpm cũng là file y chang như thế này nhưng mà nó khác nè bây giờ mình sẽ rút vô ví dụ hồi nãy á nó có cái tên cái tên của cái cái hồi nãy mà mình điền vô ở trên này phone number nó có một cái gọi là cái product name cái product name của mình có thử nó in ra là cái gì mình lấy cái cái đó cái name này à, đây cái brand mình lấy cái brand name này của mình này product brand name được chưa nó sẽ bằng cái này nè tại product brand name chắc ra cái đúng không cộng cho và mình nhìn cái format của nó này cái này nó sẽ lấy bằng uh, cách trang cái rồi cái dấu đô la và cái giá tiền được chưa cộng cái là gì dấu đô la oh, sorry dấu đô la ở đây rồi cắt ra là rồi tới con số cắt ra rồi cộng vào đây đưa cái con số vô đây chứ rồi cộng con số cái giá của nó trên này là price element và đây là double park ra. à lấy luôn cái này luôn à ồ, oh, cái này nó không có mình không có in ra như thế này à, okay. Cái này ok, mình ra một cái biến mình giữ ở trên này đi ha. Product price đi ha. Product price. Ở đây đi nó sẽ bằng cái này lấy ra để xuống dưới mình có thể dùng uh, ok mình lấy ra double luôn đi rồi chỗ này mình sẽ dùng lại cho cái bước tiếp ở dưới product price chỗ này mình sẽ in ra và mình sẽ dùng ở dưới này của mình luôn cộng <laughs> cho cái product price Đó. thì mình sẽ xem thử là mình vừa lợi dụng mình verify mà vừa lợi dụng tìm cái này luôn à rồi mình in ra thì tất nhiên là in ra thì nó y chang rồi nếu mà nó tìm đúng à get tag chấm rồi bây giờ là mình handle cho trên cái thằng iphone cái chỗ đó một chút xíu chỗ đó nè yeah. again ideally là cái chỗ này phải phải được thay đổi cho nó giống với ở trên Android nếu mà họ mình giờ đẹp được còn bây giờ nếu mà không được thì mình lợi dụng là cái đoạn tag này ở trên Android nó sẽ lấy ra nó làm accessibility ID à, lỗi ở dòng thứ 68 quên chấm phẩy gì rồi Đây. Ừ, 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 ừ. chỗ này là double chứ replace ở ừ, chỗ này là double run lại like ha đó, còn bây giờ mình sẽ lợi dụng cái đó để mình mình tìm có nghĩa mình vừa verify và tìm luôn thì cái này mình thấy nó là một cái combination giữa cái tên và cái gì chữ um, giữa cái tên và cái uh, cái giá cho mình sẽ lấy ra ha rồi add track cao hopefully nó work ha tụi đó bụng lắm rồi <laughs> gần một triệu <chưa? cười> chiều rồi và giải lao được bao nhiêu tiếng à cũng gần xíu nữa là gần 4 tiếng rồi đó mọi người mà mọi người thấy không mới cái basic thôi á mẹ đã tốn thời gian như vậy rồi cũng hồi chỉ một cái khóa học mobile nó rất là nhiều thứ trong đó à, mình phải học rất là nhiều Ông bảo là cái nâu sách thì là mình properly là cái mà mình mới handle này nè giống như nó không có match trăm phần trăm để tôi copy từ cái này ha à, cái này nó ra rồi cái này là cái tên mình đã trim rồi xong mình cắt ra properly tiếp sao mọi người cái giá nó hiển thị ở chỗ phía trước nó không có cái khoảng trống có thể là nó chính luôn đó nó chính luôn nhưng mà ở sau này a à, hiểu rồi à, biết rồi nó tìm lại nó tìm uh, khi mà chuyển sang double thì nó ra cái gì 14.0 15.0 rồi các kiểu đúng không chứ nó không có ra y chang vậy cho nên mình được cái chuyện double mình lấy cái thắt cho nó đi à đúng không bây giờ để tôi thử một cái nữa ha mình lấy cái tắt của nó thôi à, bây giờ giả sử mình click cho cái detail là mình thấy à rồi mình click cái ha ok mình lấy cái tag này nó luôn đi ở à, trên y chang vậy luôn đi tức là mình sẽ ở đây là product price chỗ này ok mình lấy à, tại vì sang là nó có chấm ha bây giờ mình lấy là chỗ này mình sẽ để là string nha để lát mình lợi dụng mình dùng ở dưới product price tag ha, rồi à, chỗ này là khỏi cần chuyển sang cái con số cũng được ha, mình biết là mình chuyển được rồi, thì chỗ này không cần có double Parts gì hết bỏ ra, mình trim nó thôi là được. mình sẽ lấy mình dùng ở dưới này, này xuống cái chỗ này của mình á, à, đây và lúc này mình không có cần cái đô la này luôn, tức là chỗ này mình chỉ cần cộng một cái khoảng trắng ra và cầm cái này đó là nó sẽ work à. À. Yep. Ừ, nó sẽ work rồi mình run lại ha thì cái tại vì thấy không cái này giống như cái work around nhưng mà nó có một cái tricky là mai mốt lỡ nó thay đổi cái một cái khoảng trắng ở giữa cái dấu đô la thôi đó, à, như giờ ở chỗ này là do cái syntax là thay đổi cái là cái selector của mình đi bụi nhớ là cái này work around thôi trong trường hợp này ví dụ mình giờ dép mà nó là bằng quá hoặc không có chấp được cái này hay gì đó thì tất nhiên buộc mình phải mua pinon một là mình bỏ cái phần verification này ra hai là mình phải work around để mình đi tiếp cho nó full cái flow này ở trên iphone đúng không chứ còn cách nào nữa đâu dù mình biết rằng là cái selector value đó là nó không có good lắm nhưng phải tìm một cách một logic nào đó à. <laughs> đấy là mọi người thấy 80 phần trăm nó đã giống nhau rồi đó nó chỉ khác nhau một tí rồi thì mình handle nó cũng khá là là, là mệt rồi ha ở đây nó ra nó lại uh, nó lại không có match được ok để nó chạy sau đi dòng thứ 130 và yeah. <laughs> no such element ok thì cái element nó tìm là cái gì mọi người cho tụi xíu ha tụi coi đi theo như thế nào để product brand 14 accessibility là product brand 14 sao nó ra cái gì ngồi vậy product brand element of trời ơi thiệt luôn mấy chứ sorry mọi người chắc tại đó bận quá cái xàm xàm và rồi ở đây là product brand element ở trên này đúng không mình lấy cái tag của nó ra đi tức là phải lấy cái brand name của nó là gì đi ha tức là mình ký cái tag ở đây ha sorry mọi người ha cái này string lấy ra rồi, cái tag này nó ra nè, product brand đã mất rồi, product brand get tag ra. Để mình dùng lại ở dưới. <laughs> rồi, ở đây, product brand get tag, để cái này vô. Mình dùng lại rồi xuống dưới này nè. À, rồi, đây, cái tag của nó cộng vô thì nó mới tìm được ha. Rồi, chạy lại một lần nữa. Rồi, import rồi vô. Mình chờ nhất là cái khúc mà nó lấy cái chỗ selector mà nó không có trên cái iOS thôi ha. Chờ nhất cái khúc đó. Đây là confirm. Giờ tới nó làm cái gì vậy này mà đứng im ru vậy? Thử nó tìm đang tìm cái gì? <laughs> Tôi có thể nó tìm cái gì mà nó không place được order no such element à, tôi thể... đây nó đang tìm cái omega 3 số 14 của cái dấu đô la đâu mất tiêu rồi product price tag của mình dấu đô la đâu mất tiêu rồi ôi trời ơi sai lầm vẫn là anh xin lỗi mọi người nha. cái này ha do mình replace cái này rồi mình trim sheet rồi các kiểu nó mất cái này rồi thôi cho test ra ha rồi bây giờ run lần nữa <laughs> ok sorry <laughs> ok rồi bây giờ thêm cái dấu đô la vô cho nó nữa mà cái này mà không được nữa thì thôi rồi luôn ok <laughs> cho rồi. Rồi, place order được ok, ngon ha là cho cái thằng và nó in ra được luôn thử nó in ra được cái cái khúc uh... đây, nó in ra là clean code bao nhiêu đồng này bây giờ mình chạy lại một lúc ba thằng luôn ha rồi ok, tức là mình muốn nó chạy trên android device thiệt, android device ảo, trên I, simulator rồi mình run ha mình sẽ chạy từng thằng một ha. Cái này mình không có chạy song song. Bây giờ device thiệt nó chạy trước. Trên Android. Kéo xuống dưới đi. Trong này tôi để cái lót này nó ở trên. Rồi đã rồi. Rồi cho nó nó chạy ha. <laughs> có về ổn ha. Ở trên cái simulator mình thấy nó input từ 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 từng cái từ còn cái thằng này giống như nó xem nó chán cho phát một đùng luôn vậy ha. Ở trên iOS thì có vẻ thấy nó đi từ 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 từng cái. Từ 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 từ. Place order. Ok, bây giờ nó sẽ test trên ờ um, emulator. Đây. rồi mình bật luôn cái simulator mình để sẵn ở bên này đi rồi, bây giờ tới emulator ha Rồi, ổn. Tắt session sau đó cho tới. Nó xem một cái session nó test tới simulator. Đó. Vậy là mình thấy một end-to-end -end follow. Và mình reduce được cho nhiều cái platform trên nhiều mobile khác nhau. Và mình handle là gì? Different behavior một chút. Uh, different selector nếu có một chút. Còn nó sẽ ra nhiều chút và rất nhiều nếu là gì developer họ không support cái accessibility ID cho mình. Là mình phải handle cái chuyện đó rất là nhiều và rất là tốn thời gian còn một end to end follow như thế này mà họ đã handle thì hầu như là 80 phần trăm là mình bị được còn lại là cái gì hay cha sure mỗi cái default cái phone nó có cái gì nó hơi khác nhau một tí thì sao mình handle một tí cái đó là mình phải chấp nhận ha rồi sẽ kéo lên place order done wow vậy là mình mình đã tới đây là mình đã đi được một bước khá dài à sắp đi đúng không rồi thêm nữa là cái phần test entry được chưa các cái này là các cái test entry thì cái test đang thì tụi sẽ không nói mọi người in detail về nó là cái gì nhưng mà bây giờ thì mình nhìn thấy à tất cả những cái test ở trong Java nó phải đều tất cả những cái gì đều có một cái entry point thì đối với Java nó có cái hàm main bây giờ nếu mà mình tổ chức test như thế này à, trời thì cứ cái gì mình cũng đưa vô cái hàm main này nó đâu có được đúng không? cho nên mình phải cần có một cái framework để hỗ trợ mình chỉ định ra cái method nào là test method rồi chưa kể nó support cho mình data driven à, support cho mình các cái hook tức là before suit, before test làm gì, before class làm gì and so on rất là nhiều thứ ở trong đó à, thì ở đây á, mọi người uh, learn lên cái um, channel này của tụi ha mọi người vô trong cái playlist mọi người coi ở trong cái detail ở trong cái cái này ở đâu đó uh, để tôi có thể coi. nó có cái phần mà test and à, uh, mà cái này bằng tiếng Anh nha chú ý cái này tụi nó bằng tiếng Anh nha và cái app nó khác ha và cái app nó đơn giản ha và chỉ nói trên Android thôi cho nên mọi người chú ý nhưng mà ở trong cái này mọi người tìm thì sẽ có cái phần uh, đây test entry này được chưa runkit First script với test ng, rồi những cái mà liên quan tới suốt đồ các kiểu này là test ng à Rồi có cái phần này là group test rồi có cái phần alo reporter. Alo reporter thì tự để nó nằm ở chỗ nào? Một cái playlist khác ha. Mọi người có thể vô một cái playlist khác ha. Oh à, sorry, đây. Nó có một cái phần uh, vô place list nè. Mọi người search nó ra, nó có cái phần... Đây sẽ là nhậm. À, thì cái alua thì nó lại nằm ở trong này. à um. Alo Reporter này mấy cái liên quan tới alo Reporter này mọi người coi này ha thì đó thì mình có thể lấy vô và mình mình làm cho bên mobile cũng được à, thì tới đây mọi người có thể làm thêm một vài bước nữa là được ok gọi là gần 4 tiếng đồng hồ tụi nói cho mọi người biết những cái mà basic nhất của FPM và show cho mọi người một cái detail demo là một cái app end to end không những ở trên simulator không những ở trên emulator mà còn trên real device cho Android thì trên view, view device trên iOS thì nó phải cần developer cao và cái cách setup của nó tương đối là hơi phức tạp hơn tí thì bữa nào tôi sẽ làm cái tutorial sau và cái cách mình dùng cái free account như thế nào thì mọi người thấy á cái quan trọng as a beginner mình phải nắm được cái kiến trúc của nó bắt đầu mình sẽ làm cái quan trọng thứ hai là khi mình tiếp cận một dự án mình thấy cái locator mà được support bởi developer thì mình có thể utilize mình dùng hầu như 80% cho hai cái và khi đó cái end to end follow của mình mình chỉ nhìn lại cái sub code này mình chỉ có một vài chỗ XL đơn giản cho Android, iOS này một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, năm chỗ đó trong một cái end to end follow đó, vậy là còn những cái pay up chat rồi handle session parallel này kia cái nọ thì nó còn rất là nhiều thứ về mobile automation test chứ không phải chỉ đơn giản như thế này nhưng mà tụi mong muốn qua cái tutorial này thì những cái bạn beginners sẽ có thể có được một cái cách nhìn tổng quan nhất, chi tiết nhất, dễ hiểu nhất để làm một cái mobile application test project nó như thế nào và ở đây là có luôn cả cái application cho mọi người thử end to end flow thì có bất gì thì mọi người cứ report cái issue ở trong này giống như có tổng report mấy cái này một cái là bug ha um, còn một cái là enhancement gì đó mọi người cứ raise cái issue này lên thì tôi sẽ support cho mọi người à thì ok tự à, tôi nghĩ uh, tới đây là ok cho cái mình đạt được cái goal của bài hôm nay rồi còn cái này á, uh, thì mọi người có thể refer thì quá cái next cái thứ nhất là mọi người tìm hiểu dùng tụ lập theo chứ model ít nhất là cái này là mình phải làm được cái thứ hai là mọi người tìm hiểu về selenium grid. à, và cái cách mà mình handle chạy xong trong thế nào À, rồi bắt đầu mình sẽ thử những cái này thêm tức là mình học thêm những cái này là cái sâu thêm cho mọi người tự tìm hiểu được chưa à, mình học thêm ok thì tụ sẽ ra nhiều cái tutorial khác nữa xung quanh cái việc automation test thì rất là mong mọi người ủng hộ và chia sẻ à, ok bye bye mọi người ha